Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 81, an phận mới là cách khoe khoang tốt nhất. Ban thống kê của phòng tài chính huyện, trưởng ban từ ngôn ba đang thản nhiên uống trà, hắn đọc báo câu được câu không, trưởng phòng đã đi tham gia hội nghị kinh tế toàn huyện, hắn khó có được nửa ngày thanh nhàn. Đúng lúc trưởng ban từ đang nghỉ ngơi thảnh thơi thì chắc trưởng vĩ kẹp cặp đi đến, lúc này hai mắt trác trưởng vĩ có hơi thâm quầng, cơ thể cũng gầy gò khá nhiều khi thấy Trác Trường Vĩ đến thì từ ngôn ba cũng không có hứng thú chào hỏi, hắn khẽ nằm xuống ghế sa lông, sau đó đắp báo lên mặt giống như đang ngủ. Trác Trường Vĩ cũng không phải lần đầu tiên thấy tình huống này, sau khi Vương Tử Quân đi thì hầu như mỗi ngày hắn đều đến phòng tài chính báo danh, tất nhiên chạm đầu tiên chính là vị trưởng ban thống kê từ ngôn ba. Nhìn đối phương đang bày ra bộ dạng cực kỳ chính thức, Trác Trường Vĩ hận không thể cho đối phương một đạp văng đi, nhưng hắn cuối cùng cũng nhẫn nhịn được trước mắt dưới xã đang cần tiền hắn không thể gây thêm phiền phức cho bí thư vương có đôi khi hành động theo cảm tính thì sợ rằng sẽ phải nhận sự trừng phạt vì muốn tránh gây chuyện lại vừa muốn biểu hiện một chút khôn ngoan một chút lại muốn tạo ra không khí để vay tiền nên chắc trường vĩ cũng học cách ẩn nhẫn chào trường ban từ chắc trường vĩ cố gắng dùng giọng thoải mái chào hỏi đối phương không chút phản ứng trường ban từ anh đang ngủ à anh ngủ như vậy sẽ cảm lạnh đấy Trác trường vĩ dùng giọng ân cần nhắc nhở. Hừ, từ ngôn ba hừ mũi một tiếng, xem như ném lời nói của Trác trường vĩ trở về. Trác trường vĩ cũng đã quen động tác của từ ngôn ba, hắn cố gắng nhẫn nại hỏi. Trường ban từ, đã có dự toán của xã chúng tôi chưa? Từ ngôn ba nhìn gương mặt nịnh bợ của Trác trường vĩ, trong lòng thầm đắc ý, dù mình không phải là một cán bộ cấp khoa nhưng vẫn có thể ra giá để đối phương tỏ ra cung kính. Tất nhiên hắn cũng chỉ làm như vậy với từng người, dù sao một cán bộ tiến lên làm trưởng ban tài chính xã cũng không phải là bình thường, sẽ có nhiều mối liên hệ với trưởng phòng và các phó phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng tình hình xã Tây Hà Tử thì khác, đây là trưởng phòng đã nói trước, cần phải cho đối phương biết tay, dù Từ Ngôn Ba có muốn làm khác đi cũng không được, vì thế hắn càng tỏ ra yên tâm thoải mái. Tiểu Trác, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng mọi việc không nên gấp gáp mãi được. Cậu cũng chẳng phải không biết công tác thống kê là tinh tế cỡ nào, nếu có sai lầm thì tạo nên tổn thất khó thể vãn hồi cho quốc gia. Cậu nghĩ xem, nếu cậu cứ đến đây thúc giục, nếu lỡ may tôi có chút sai lầm, trách nhiệm sẽ là của anh hay của tôi. Từ ngôn ba nói những lời như vậy làm cho Trác trường vĩ không thể phản bác được, trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng Trác trường vĩ thầm mắng tên khốn từ ngôn ba kéo ra hổ làm cờ. Xã Tây Hà Tử chúng tôi chỉ quá lắm là có vài chục ngàn, chẳng lẽ anh lại tính sai cả triệu? Đúng là khốn kiếp. Dù bực bội nhưng chắc trường vĩ vẫn không có biểu hiện ra trên mặt, hắn bình tĩnh nói. Trường Ban Từ, người nào không biết ngài làm việc chăm chú, nếu không thì vị trí trọng yếu như vậy sẽ không vào tay anh. Nhưng, chắc trường vĩ chân thành nói. Trường Ban Từ, anh xem, anh cả ngày bận rột, lại chăm chú thanh liêm còn trẻ như vậy sẽ có cơ hội tiến lên làm quan lớn nắm quyền to, vì vậy trưa nay anh nhất định phải cho tôi cơ hội, cho phép quần chúng được liên hệ với lãnh đạo. Từ ngôn ba nghe những lời của Trác trường vĩ mà cảm thấy rất hưởng thụ, trên mặt rất muốn cười, thế là hắn xì một tiếng nói. Ha ha ha, tiểu Trác, không phải anh muốn làm khó cậu, chủ yếu là anh quá bể bồn, thật sự có nói nhiều cũng vô dụng. Cậu nghe tôi khuyên, làm việc tốt thường khó khăn, Cậu về trước đi, đợi đến khi làm xong công tác thống kê, tôi sẽ thông báo cho cậu. Trác Trường Vĩ cũng không muốn đi, hắn đã vài ngày đến đây, muốn dùng hành động của mình để làm cho đám người này cảm động, thế nhưng hắn dù cố gắng cũng vô lực. Từ ngôn ba thấy Trác Trường Vĩ không đi, thế là dùng tay chỉ vào phích nước nóng nói: "Tiểu Trác, trong bình không còn nước nóng, cậu đi giúp tôi rót đầy vào." Trác trường vĩ nhìn từ ngôn ba gác chân bắt chéo mà hận không thể nhổ lên mặt đối phương vài bãi nước miếng, nhưng hắn cũng không nói hai lời, tranh thủ cầm bình thủy đi rót nước. Chỉ một lát sau Trác trường vĩ đã quay về, từ ngôn ba lại chỉ vào sọt rác nói. Tiểu Trác, cậu dứt khoát ở chỗ này thì dọn dẹp phụ tôi, như thế tôi sẽ bớt chút thời gian làm dự toán cho cậu, như vậy chẳng phải giúp xã cậu một ân huệ lớn sao. Trác trường vĩ gật đầu xưng vâng, trong lòng thầm mắng từ ngôn ba lại vừa an ủi mình mình nên nén giận vì bí thư vương. Nửa giờ sau từ ngôn ba đã không còn việc gì để sai bảo trác trường vĩ, lúc này hắn mới làm mặt lạnh đi chập mắt nghỉ ngơi. Tút, tút, tút. Tiếng máy nhắn tin vang lên, trác trường vĩ nhìn tin nhắn, hắn tỏ ra nghi hoặc, rồi lại yên lòng. Nếu bí thư đã bảo đi thì hắn đi, thế là hắn đi về phía từ ngôn ba rồi nói. Trường ban từ, ngài cứ bận rộn, tôi có việc đi trước. Từ ngôn ba gật đầu không thèm quan tâm, tùy ý cho Trác Trường Vĩ đi ra ngoài. Ha ha ha, anh Từ cũng là thủ đoạn của anh Cao Siêu, làm cho tên Trác Trường Vĩ kia ngây ngốc, đáng thương cho tôi, mọi việc đều chỉ có tự mình làm lấy, không có kẻ nào hầu hạ. Trác Trường Vĩ vừa xuống lầu thì trưởng ban kế toán tạ nhị thuận bưng trà đi vào phòng làm việc của Từ Ngôn Ba rồi nói. Từ Ngôn Ba và tạ nhị thuận ngày thường đều thích tám chuyện, thấy đối phương trêu gẹo mình thì Từ Ngôn Ba cười hì hì nói. Anh tạ nếu thích thì chúng ta đổi vị trí, anh đến làm công tác thống kê là được." Tạ Nhị Thuận bĩu môi không nói gì, trong lòng thầm cười nhạo Từ Ngôn Ba, "Nhị Thuận tôi là tâm phúc của trưởng phòng Dương, lúc này mới là trưởng ban kế toán tài chính, có rất nhiều người hâm mộ tôi, anh thì tính là cái gì?" Từ Ngôn Ba cũng biết mình nói lỡ, thế cho nên cũng không tiếp tục lên tiếng ở chủ đề này. Hắn dùng ánh mắt thần bí nhìn Tạ Nhị Thuận rồi nói, "Nếu bí thư xã Tây Hà Tử đến nhận lỗi với trưởng phòng Lâm thì mọi việc cho qua sao?" nhận lỗi, như vậy là xong sao? Trưởng phòng lâm muốn cho hắn đẹp mặt, dựa vào vị trí của trưởng phòng lâm, em của anh ấy thích đến chỗ nào mà chẳng được. Cho xuống cơ sở là rèn luyện năng lực, đó là người ta an phận, là an phận, đó mới là cách khoe khoang hiệu quả nhất. Dù sao tôi cũng nghe trưởng phòng nói có ý đưa em của trưởng phòng lâm sang bên này. Tạ nhị thuận cũng không cố kỵ mà nói với từ ngôn ba. Ôi, trong chiều có người làm quan thì có thể chạy từ thôn xóm lên phòng tài chính, Hi hi, có một người anh tốt quả nhiên là quá hay." Từ Môn Ba cảm thán một tiếng rồi nâng ly trà lên uống một ngụm. "Tút, tút, tút." Điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, Từ Môn Ba đang rất có hứng nói chuyện và bị quấy dày, thế nên hắn nhấc điện thoại lên và tức giận hỏi. "Ai vậy? Tôi, Dương Vân Binh. Âm thanh đầu dây bên kia không cao nhưng vang vào trong tai Từ Môn Ba lại có độ nặng rất lớn. "Chào trưởng phòng Dương, tôi là Từ Môn Ba." sau khi nghe được âm thanh của trưởng phòng thì từ ngôn ba chợt trở nên cung kính vị trưởng phòng tài chính ở đầu dây bên kia cũng không có tâm tư tính toán với từ ngôn ba hắn chỉ hừ một tiếng rồi dùng giọng gọn gàng nói tên trưởng ban tài chính xã tây hà tử còn ở chỗ cậu không trưởng phòng dương hắn đã đi rồi anh yên tâm tôi đã gạt hắn cả tuần hôm nay làm cho tên khốn kia phải khổ sở sai bảo như một đứa nhân viên lao công từ ngôn ba thấy trưởng phòng Dương hỏi như vậy thì nhanh chóng tranh công. Khốn nạn. Đúng, trưởng phòng Dương, tên kia rất khốn nạn, 10 phần khốn nạn, không ra thể thống gì, ngồi đây cả nửa ngày, đuổi mãi không đi. Khi trưởng phòng vừa mở miệng thì từ ngôn ba chợt kinh ngạc, nhưng hắn chợt ý thức được trưởng phòng Dương có lẽ đang mắng tên trác trưởng vĩ kia, thế là nhanh chóng nói theo. Chiêng chống nghe thanh, lời nói nghe âm, mày đúng là một con heo, tao nói mày là thằng khốn nạn. Từ ngôn ba, mày lập tức tranh thủ đi tìm Trác trường vĩ về, sau đó tranh thủ trả tiền cho xã Tây Hà Tử. Nếu còn lề mề, ông sẽ cách trước mày, cho mày cút xéo. Một tiếp cộp vang lên, điện thoại đã bị cúp xuống, toàn thân từ ngôn ba như bị điện giật, chỉ cảm thấy rét run, tâm tình căng cứng, thiếu chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Những lời mắng chửi của trưởng phòng làm hắn choáng váng, hắn cầm ống nghe trong tay mà cả ngày sau còn chưa bình tĩnh trở lại. Anh Từ, sao vậy? thấy từ ngôn ba sướng sờ thì tạ nhị thuận lên tiếng hỏi. Nhưng lúc này từ ngôn ba nào có tâm tư giải thích. Hắn tranh thủ chạy ra ngoài. Từ ngôn ba chạy xuống lầu, trong lòng thầm có chút chờ mong, tiểu tử kia sẽ không đi nhanh như vậy chứ. Lúc này đã là cuối thu, từ ngôn ba đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy dưới chân đầy lá vàng rơi, gió thổi lá vàng vang lên những âm thanh xào xạc. chương 82, tiến có thể lên giường, lùi có thể xuống bếp. Dương Vân Binh là một trưởng phòng tài chính huyện Hồng Bắc, phần lớn thời gian cuộc sống của hắn là rất thoải mái, trong nhà có vợ hầu hạ, vào đơn vị có vài cô nhân viên cấp dưới xinh đẹp có thể hưởng dụng bất cứ lúc nào, thế cho nên có câu nói chỉ cần hồng kỳ trong nhà không ngã thì bên ngoài tha hồ bồng bềnh. Nếu là những tên đàn ông khác có sắc tâm, nếu tạo ra cục diện nhiều em bên cạnh thì sợ rằng vợ ở nhà sẽ huyên náo đến mức gà chó không yên, bị vây đánh khắp nơi, nhưng Dương Vân Binh thì vẫn thông thoáng như thường, Điều làm Dương Vân Bình đắc ý nhất chính là những cô gái kia đều rất tuyệt, dù những kẻ có ánh mắt cao vời thế nào cũng sẽ phục với câu nói đánh giá các cô nàng, tiến có thể lên giường, lùi có thể xuống bếp, viết có thể thành số hiệu, luyện có thể thành mỹ nương. Đây cũng không phải là những thứ thích vần hoa nghịch liễu có thể tùy tiện lấy được, tất cả đều có phẩm chất và hương vị riêng. Hơn nữa vài chục năm qua hắn vẫn bình an vô sự, cuộc sống thành thơi thoải mái. Lẽ ra là một cán bộ đảng viên thì Dương Vân Bình không nên làm như vậy, thế cho nên đã từng có người thấy hắn không đúng, đã tố cáo hắn sống xa hoa lãng phí lên ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật cũng thật sự ra tay làm phiền, bọn họ thành lập tổ chuyên án, hễ là những cô gái được nêu danh đều được gọi đến hỏi cung. Nhưng những cô gái kia đều hào hùng nói, chồng mình là anh em với trưởng phòng dương, đi gần một chút thì có sao. Thậm chí có cô còn tuyên bố, anh hỏi như vậy thì không sợ tôi tố ngược lại tội phỉ báng sao. Theo tôi thấy các anh chính là ghen ghét quá mức mà sinh tật, sinh sự không đâu, cố gắng hãm hại người khác. Điều này làm cho đám đồng chí ủy ban kỷ luật đỏ mặt, khổ nổi không tìm được chứng cứ rõ ràng, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Trưởng phòng Dương Vân binh có một tên lái xe, cứ mỗi lần tên này thấy trưởng phòng đến địa điểm đen thì cũng không nói nhiều mà vứt lại một câu, tôi đi tản bộ, sau đó nhanh chóng chạy đi. Thậm chí có người đồn đãi, mùa đông từng thấy tên lái xe kia run rẩy đi tản bộ. Tất nhiên mọi chuyện cũng có cái giá của nó, theo tin tức truyền ra, Tiền sửa chữa bảo dưỡng xe của trưởng phòng tài chính hàng năm đều lớn hơn kinh phí sửa xe của tất cả cơ quan trong huyện. Dương Vân Bình trước kia là đại ca, đại ca là tiếng bản địa, ý nói là vai vế nhỏ. Hắn là người vùng ngoại thành huyện thành, thôn ngoại ô cũng phát triển nông công thương, đủ mọi hạng người hỗn tạp, không giống như những nông thôn đơn thuần. Dương Vân ra trong thôn có chừng 5.000 người, đây là nơi phong thủy cực kỳ quái dị, là nơi thường sinh ra nhân tài, có vài vị lãnh đạo trong huyện xuất thân từ thôn này nhưng chỉ có mình dương vân binh là có quan hệ với dương vân gia mà thôi những năm này dựa vào chút quan hệ như vậy mà dương vân binh cũng phát triển rất tốt xuân phong đắc ý từ một tên trưởng ban tài chính xã một đường thăng chức trước khi lãnh đạo về hưu còn đẩy hắn lên làm trưởng phòng tài chính huyện lãnh đạo tuy về hưu nhưng hắn vẫn nhận lấy những mối quan hệ đó để phát huy đến cực hạn thế là những năm qua đã tạo nên một mạng nhện quan hệ ở trong huyện làm quan vì cái gì Dương Vân Bình thấy vì quyền lực cũng được, tiền tài cũng được, nhưng cái ai cũng cần chính là sung sướng. Nhưng lúc này Dương Vân Bình cũng không có tâm tư ngồi lên chiếc ghế dựa được đưa về từ thủ đô, hắn giống như kiến bỏ chảo nóng, liên tục đi tới đi lui nôn nóng bất an trong phòng làm việc. Sau khi tan họp, Dương Vân Bình muốn đến tìm hai vị lãnh đạo trong huyện và đều bị từ chối nhã nhặn, thế là trái tim như bị đâm. Trước kia với danh tiếng trưởng phòng tài chính của hắn, hai vị lãnh đạo nào có ai không tươi cười đón chào. Thậm chí ngày rỗ của ông nội hắn thì hai vị lãnh đạo cũng tự mình đi đến thăm hỏi. Trưởng phòng Dương, chỗ này cần chữ ký của anh. Chủ nhiệm văn phòng của phòng tài chính cung kính đưa đến cho Dương Vân Binh một văn kiện. Vị chủ nhiệm văn phòng này cũng không thể xem thường, cũng không phải là bất kỳ một vị cấp phó nào trong phòng tài chính cũng có thể động vào. Trước kia khi phân công ban ngành thì Dương Vân Binh có chút cân não, hắn thấy chức vị chủ nhiệm văn phòng của phòng tài chính quan trọng hơn các vị trí phó phòng rất nhiều, vì nếu chủ nhiệm văn phòng có năng lực mạnh sẽ giảm bớt nhiều việc cho chính hắn. Lớn có thể xử lý mâu thuẫn, nhỏ có thể thay anh uống rượu, dùng tốt thì sinh ra hiệu quả cực mạnh. Vì thế mà Dương Vân Binh cho học nghiêm làm chủ nhiệm văn phòng cũng đã trải qua suy xét cực kỳ thận trọng. Học nghiêm là người tám mặt lung linh, hơn nữa còn có nhiều bản viết tay vượt qua thử thách, lại có trình độ uống rượu cao vời, làm chủ nhiệm văn phòng là cực kỳ phù hợp sau khi học nghiêm này trở thành chủ nhiệm văn phòng của phòng tài chính thì cũng thực hiện sách lược báo đáp ân huệ, làm cho cả cơ quan phối hợp và vận chuyển cực kỳ tự nhiên, giảm đi nhiều việc vặt cho Dương Vân Binh. Trừ khi có những văn bản cần tự tay Dương Vân Binh ký tên, nếu không thì học nghiêm sẽ làm hết những chuyện vặt khác, hơn nữa làm rất tốt. Tất nhiên Dương Vân Binh cũng biết rõ điều này, vì thế học nghiêm có việc gì có thể báo cáo bất cứ lúc nào, thậm chí trưởng phòng đang nằm trên người gái cũng có thể đến quấy giày. Nếu như là dĩ vãng thì trưởng phòng Dương tỏ ra có phong thái để nhận lấy văn kiện, sau đó cầm lấy bút ký tên, sẽ viết hai chữ đồng ý như rồng bay phượng múa. Đáng tiếc hôm nay tâm tình của trưởng phòng Dương rất khó chịu, nào có hào hứng như ngày thường. Thấy học Nghiêm đi vào mà không gõ cửa, thế là trong lòng có chút căm tức, hắn tức giận mắng. Đi ra ngoài, chủ nhiệm văn phòng học Nghiêm chợt cảm thấy lắp bắp kinh ngạc, hắn nhanh chóng ý thức được tâm tình của trưởng phòng không tốt thế cho nên cũng không nói hai lời mà đóng cửa lui ra. Này, học nghiêm, quay lại đi, tôi còn chưa nói xong, ai bảo cậu đi ra nhanh như vậy? Thứ gì cần tôi ký tên vậy? Dương Vân Bình trầm ngâm một lát, sau đó hô lên với bên ngoài. Trưởng phòng Dương, đây là khoản dự toán di rời của xã Tây Hà Tử vào tháng này. Chủ nhiệm học dùng giọng chuyên chú nói. Con của đồng chí trưởng ban tạ nhị thuận bị bệnh, cậu ấy nhờ tôi đến xin chữ ký của anh. Dương Vân Bình có hơi ngưng trọng, hắn vội vàng thúc giục. "Mau lấy đây tôi xem." Chủ nhiệm Học Nghiêm vội vàng đặt văn kiện lên bàn trước mặt Trưởng phòng Dương, mà Dương Vân Bình cũng không nói nhiều, lật văn kiện xem ngay, sau đó viết lên hai chữ đồng ý thật lớn. "Học Nghiêm, sau này hễ là những gì liên quan đến xã Tây Hà tử đều cho tạ Nhị Thuận trực tiếp nắm bắt và xử lý, có chữ ký của tôi thì nhanh chóng làm ngay lập tức." Trưởng phòng Dương thu bút lại rồi dặn dò. "Vâng." tôi nhớ kỹ rồi, trưởng phòng Dương. Chủ nhiệm học nghiêm dừng lại một chút rồi nói. Trưởng phòng Dương, trưởng phòng Lưu và trưởng phòng Triệu đều đã đi đến huyện ủy. Nếu là ngày thường thì loại báo này sẽ bị Dương Vân Binh bỏ qua, bây giờ hắn lại thầm oán giận, thầm mắng một câu chó má. Chính mình vừa bị mắng, bây giờ đám khốn kiếp các người đã đi tranh thủ, muốn đi chủ động báo cáo với lãnh đạo sao? Không phải muốn gây dối à? Chẳng lẽ các người muốn ép chết ông? chương 83, Phụ nữ hổ báo. Lúc này trong lòng Dương Vân Binh giống như bắt lửa, cặp mắt gần đây cực kỳ sắc bén chợt biến thành mờ mịt không chút ánh sáng. Trà trộn trong quan trường thì làm việc cần phải tuân theo chuẩn tắc là lãnh đạo có đồng ý hay không, có vui vẻ hay không, có thỏa mãn không. Dương Vân Binh tất nhiên hiểu rõ điều này, lần này hắn xem chừng đã chọc giận cả hai vị lãnh đạo huyện ủy, việc cấp bách lúc này chính là hắn muốn vãn hồi thế cục. Dương Vân Binh biết rất rõ tích cách của bí thư tôn, anh tôn thường làm cho người ta khó thể cân nhắc, những hộ oán trong lòng lão thường đến rất bí mật, dù bùng sóng trong lòng thì biểu hiện cũng chỉ là tảng băng ngầm, vì thế mới đáng sợ. Anh phải cố gắng tiến lên nắm bắt manh mối, nếu không đợi đến lúc bí thư nổi nóng, anh còn chưa phát hiện ra, khi đó anh cũng sắp xong đời. Dương Vân Bình nghĩ lại những gì đã đối xử với Vương Tử Quân mà hận không thể cho mình hai tát, mình và Vương Tử Quân thật sự không có chút quan hệ gì, không phải vì nịnh bợ Lâm Giang Hà sao? Lẽ ra thì trên quan trường sẽ không ai chịu ôm đồ sứ sống để rồi đổ vỡ, vương tử quân kia còn trẻ, cũng không ra tay theo kiểu thông thường, sau lưng nhất định là có chỗ dựa, chính mình thông minh một đời mà hồ đồ trong khoảnh khắc vậy sao? Bây giờ thì tốt, chính mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tút, tút, tút. Sau khi nghe chuông điện thoại vang lên, Trưởng phòng Dương đang cực kỳ hối hận lại càng bức bối, hắn tức giận alo một tiếng. Chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên âm thanh của Lâm Giang Hà. Anh Dương, lần này là em làm liên lụy đến anh. Con bà nó, mày hiểu vậy là được rồi. Trưởng phòng Dương tuy cảm thấy rất bức bối nhưng việc đã đến nước này thì cũng không còn lời nào để nói. Anh Dương, hai vị lãnh đạo huyện cũng chỉ có chút tức giận, cũng không suy xét xử lý vấn đề của anh. Anh nghe tôi nói này, anh nên sớm cho ra hoạt động, tranh thủ thời gian xử lý khoan dung, mặt khác Lâm Giang Hà nói đến đây thì dừng lại một chút. Ý kiến của Vương Tử Quân rất quan trọng với huyện ủy, không bằng anh Dương cúi thấp đầu, bàn bạc kỹ hơn. Lâm Giang Hà nói xa nói gần nhưng ý nghĩa lời nói lại rõ ràng. Dương Vân Bình rơi vào trầm tư, dù hắn là tâm phúc của chủ tịch huyện, nhưng không phải nguồn vui của bí thư Tôn, nếu lỡ may bị bí thư Tôn nắm tóc không bỏ qua, như vậy hậu quả sẽ chẳng thể lạc quan. Hàn Tín còn có thể chịu nhục chui qua háng, mình là Dương Vân Bình sao không thể? dù là thế nào thì mình cũng phải qua cửa ải này, nhưng vương tử quân, thế nào cũng có ngày. Trưởng phòng Dương chợt bùng ra ý nghĩ ác độc, hắn mở sổ thông tin, sau đó tìm được số điện thoại của vương tử quân rồi gọi đến. Triệu tứ dược ngồi trong phòng làm việc của triệu liên sinh, hắn vừa hút thuốc vừa nói. Chủ tịch, kinh phí chỗ chúng tôi không thể kéo dài được nữa, trước mắt ngay cả tiền xăng cũng không còn, anh không thể để chúng tôi dùng nước thay xăng đấy chứ triệu liên sinh không nói lời nào nhìn vị huynh đệ kết bái của mình trong lòng thầm nghĩ cậu nói như vậy có chút khoa trương tối hôm trước còn đang đánh bài ăn tiền hào hứng nào có làm quái gì cậu nói mình không còn tiền xăng nói ra ai tin nhưng hắn cũng có chút cảm động đối phương đến đây để giúp mình cho mình một cái cớ để gây áp lực cho vương tử quân sau khi hiểu được tâm tư của triệu tứ dược thì triệu liên sinh cười ha hả nói tứ dược khó khăn của cậu cứ nói cho tôi đợi bí thư vương quay về, tôi sẽ phản ánh với anh ấy. Cảm ơn chủ tịch Triệu. Triệu tứ dược cười ha hả, sẽ không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này, hắn mở miệng nói. Chủ tịch, cắt ra chân hôm nay thịt một con dê, anh em chúng ta đến chung vui chứ. Tứ dược, mình cậu đi thôi, trước mắt cơ quan có hơi dối, tôi đi không thích hợp, nếu người ta bắt gặp lại cho rằng chúng ta có tính toán. Cốc, 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 tiếng gõ cửa vang lên, Ủy viên tổ chức Lý Thu Na cười đi đến. "Chủ tịch Triệu, anh có gì bận không?" Lý Thu Na thật ra là một cán bộ từ phòng tổ chức xuống tạm giữ chức, vốn có mang theo sắc thái rèn luyện, hơn nữa nàng lại là người rất quyến rũ và xinh đẹp, không ai lại không thích những người đẹp bao giờ. Vì thế những năm này Lý Thu Na phát triển rất khá ở xã Tây Hà Tử, hơn nữa nàng cũng khá giỏi đối nhân xử thế, nói cười hi ha, có thể giả ngây giả dại, thật thật giả giả, lại lợi dụng đầy đủ ưu thế của mỹ nhân. Dù nàng đứng trước mặt triệu liên sinh thì cũng luôn tự tin, nhưng sau khi vương tử quân nắm bắt Lưu Căn Phúc thì thái độ của nàng có chút không rõ ràng. Triệu liên sinh nhìn thấy tất cả bằng mắt nhưng lại hận trong lòng, hắn thầm nghĩ, đây không khác gì loại phụ nữ hổ báo. Khi vương tử quân cường thế sao cô không chạy sang, nhưng hắn cũng hiểu mục đích Lý Thu Na tìm đến mình, đó là người phụ nữ này có quan hệ không tệ với phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà, mà Lâm Giang Hà đã thông qua trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh để bóp cổ vương tử quân, chỉ sợ cô nàng cũng có tác dụng không nhỏ trong sự việc lần này cũng không có việc gì bận cả ủy viên lý đến đây mời ngồi triệu liên sinh cười nói triệu tứ dược rất có ánh mắt hắn vội vàng đứng lên nói chủ tịch tôi bên kia còn có việc tôi xin đi trước triệu liên sinh cũng không giữ triệu tứ dược ở lại chỉ phất tay cho qua khi triệu tứ dược đi ra thì lý thu na mới hổn hển nói chủ tịch triệu nói ra tôi cũng ngại xấu hổ, thiếu nợ tiền bồi dưỡng cán bộ thanh niên, người ta mỗi ngày đều gọi điện thoại đến, tôi sợ đến mức không dám bắt máy, đau cả đầu. Theo tôi thấy thì chắc trường vĩ này làm trưởng ban tài chính thật sự không xứng với chức vụ, nếu tiếp tục như vậy thì tôi nào còn có thể công tác được nữa. Triệu liên sinh nhìn thấy người phụ nữ kia với bộ dạng đầy tức giận thì trong lòng không khỏi kích động, thầm cười lạnh. Trước mắt là lúc mình đấu với vương tử quân đến mức nước sôi lửa bỏng, đúng lúc người phụ nữ này lại đến nịnh bợ mình ủy viên lý tôi hiểu tâm tình của cô trước hết cô cứ giải thích cho phòng tổ chức biết nếu không được thì xuất hóa đơn tạm đi triệu liên sinh hít vào một hơi thuốc sau đó bóp nát đầu thuốc rồi dùng giọng chậm gì gì nói lý thu na nhìn bộ dạng cố làm ra vẻ của triệu liên sinh trong lòng thầm mắng nhưng hôm nay nàng đến đây cũng có mục đích thế nên nàng cũng không muốn đi đường vòng với đối phương nàng dứt khoát nói bí thư vương dù sao cũng còn trẻ khi bổ nhiệm đồng chí Trác Trường Vĩ làm trưởng ban tài chính thì tôi vốn đã không đồng ý. Bây giờ Chủ tịch Triệu xem ban tài chính xã đã thành bộ dạng gì rồi. Chủ tịch Triệu, anh cũng phải vì đám lãnh đạo xã chúng tôi, không thể cho hắn ta làm việc tùy ý như vậy được. Nếu không biết thế nào để hoàn thành công tác. Ừ, Thu Na, nếu như Trường Vĩ không thích hợp, cô nói xem ai làm trưởng ban tài chính thì phù hợp hơn. Người phụ nữ kia đã nói trắng ra như vậy, Triệu Liên Sinh cũng không đi đường vòng mà nói thẳng chủ tịch, anh thấy Lâm Giang Luân thế nào? Lý Thu Na nói đến đây thì trong cặp mắt híp bùng lên vài luồng sáng. Cho Lâm Giang Luân làm trưởng ban tài chính, đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được. Nếu để cho Lâm Giang Luân làm trưởng ban tài chính, chẳng phải đang tự tát lên mặt mình sao? Ha ha ha, Lâm Giang Luân cũng là một mầm mống tốt, cứ cho anh ấy tiếp nhận đi. Dù Lâm Giang Luân không phải là người của mình, nhưng sau khi xem xét lợi hại thì Lý Thu Na vẫn đồng ý với lời đề nghị của Lý Thu Na. Triệu Liên Sinh sảng khoái đồng ý làm cho Lý Thu Na rất vui, thật ra nàng cũng không ôm hy vọng gì lớn, thế cho nên lúc này cười khúc khích nói. "Chủ tịch, trưởng phòng Lâm rất muốn dùng cơm với anh, anh xem khi nào thì có thể bớt chút thời gian rảnh." Triệu Liên Sinh đã sớm muốn kết giao với nhân vật thực quyền như Lâm Giang Hà, bây giờ nghe Lý Thu Na nói đối phương có lời mời, hắn dùng giọng sảng khoái nói ủy viên lý, sao có thể nói như vậy được, trưởng phòng lâm là lãnh đạo, tôi nên mời cơm anh ấy mới phải, cô xem khi nào trưởng phòng lâm rảnh rỗi, tôi sẽ luôn chờ sự triệu hoán của tổ chức. Khi hai người đang nói cười vui vẻ thì chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn làm việc của Triệu Liên Sinh chợt vang lên, Triệu Liên Sinh tranh thủ thời gian nghe máy, sau khi nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia thì vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Cộp! Triệu Liên Sinh cúp điện thoại. Thấy vẻ mặt Triệu Liên Sinh trở nên khó coi, Lý Thu Na thầm nghĩ, vẻ mặt người này sao giống như trời tháng 6 vậy nhỉ? Mới đó đã biến đổi, giống như cha mẹ chết không bằng. Chủ tịch Triệu, làm sao vậy? Triệu liên sinh trầm ngâm một chút rồi dùng giọng u oán nói. Bí thư vương đã nã pháo với trưởng phòng dương trên hội nghị kinh tế toàn huyện, vừa rồi là đối phương của phòng tài chính, nói rằng tiền di rời tháng này và tháng sau đều đã chuyển vào tài khoản của xã. Lý Thu Na vừa nghe nói như vậy thì gương mặt nhộn nhạo nụ cười như mùa xuân đến đã biến mất, giống như có một khúc xương mắc nơi cuống họng. Nàng hiểu, tất cả mọi thứ mà mình bày ra cũng không cần phải làm nữa rồi. chương 84, tự mình hạ miệng. Vương Tử Quân cũng không trực tiếp quay về xã Tây Hà Tử, hắn đi đến quán rượu Trúc Lâm ở huyện Thành vì Chu Ái Quân có đặt bàn rượu và cất lời mời. Giữa trưa thì đội trưởng đội cảnh sát hình sự Chu Ái Quân đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nói rằng hội nghị có sắp xếp cơm nước, nhưng người quá nhiều, lại ồn ào, không nói được gì, thế nên muốn mời vương tử quân ra chỗ khác tụ tập, vương tử quân tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Quán rượu Trúc Lâm này ở bên cạnh con đê bên sông ở huyện Thành, nơi đó có trúc mọc thành từng hàng, sân bãi thanh tính, đàn tranh vang lên vang vẳng, thật sự rất có hương vị văn nhân mặc khách. Hơn nữa quán rượu này cũng không phải giống như bình thường, tất cả các gian phòng đều dùng cỏ làm nên, ghế gỗ bàn gỗ, xung quanh lại đầy trúc, dù là hai bàn được sắp xếp sát nhau cũng không thấy rõ. Sau Tết Trung Thu thì Chu Ái Quân đã vài lần gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân không nhận lời, thế nhưng hắn lại hiểu rõ, vui chơi ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là liên lạc cảm tình. Hắn suy xét đến phương diện Chu Ái Quân bị áp chế lệnh cấm rượu, thế cho nên quyết định mình uống bia, còn Chu Ái Quân uống nước gì cũng được. Một lát sau bà chủ tự mình cầm chìa khóa mở một cái tủ nhỏ ở quầy phục vụ, nàng lấy ra hai chai rượu, một hộp trà, nói là đội trưởng Chu để ở chỗ này, rõ ràng vì Chu Ái Quân là khách quen. Hương trà thấm đẫm ruột gan, Vương Tử Quân chợt rơi vào trạng thái trầm tư. Hắn nã pháo với phòng tài chính trên hội nghị kinh tế của huyện, hành động đó là vô cùng bất đắc dĩ, vì trên quan trường chú ý dĩ hòa vi quý, nhiều bạn hơn nhiều thù, thế nhưng nếu người ta cưỡi lên đầu mà mình không dám đánh trả, như vậy sẽ bị người đời khinh bỉ, xem anh không ra gì. Tút, 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 Lúc này máy nhắn tin của vương tử quân chợt vang lên, đây là thứ mà Trác trường vĩ mua cho hắn, khi hắn nói mình không cần thứ máy này, Trác trường vĩ đã khuyên bảo cho bằng được, đến khi lãnh đạo nhận mới thôi. Bí thư vương, nếu như anh có rảnh, cho tôi một cơ hội để nói lời xin lỗi, Dương Vân Binh. Một tin nhắn rất bình thường, vương tử quân tất nhiên có thể thấy rõ hàm nghĩa bên trong, anh không muốn gặp thì có thể lấy cớ từ chối. Thế là khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng thầm hiểu rõ, Dương Vân Minh này sợ rằng cũng đang rơi vào tình huống bất đắc dĩ, tạm thời cúi đầu, nếu vượt qua cửa ải lần này, chỉ sợ đối phương sẽ ghi hận trong lòng, có thù tất báo. Nếu chưa vạch mặt nhau thì không sao, một khi đã xé toang mặt mũi, căn bản bất kỳ thủ đoạn xấu xa gì cũng được dùng. Trước mắt tình hình của Dương Vân Minh là như vậy. Vương tử quân đốt thuốc, xung quanh bùng lên sương mù, trong lòng lại liên tục bốc lửa. Tút, tút, máy nhắn tin lại vang lên, chỉ có bốn chữ, tất cả đã xong, không có tên người nhắn, cũng không có lời gì khác, nhưng Vương Tử Quân lại vui vẻ nở nụ cười. Ha ha ha, Bí thư Vương, tôi thật sự phục cậu. Chu Ái Quân đi đến như sao băng với tiếng cười ha hả cởi mở. Chu Ái Quân cũng không phải đến một mình, sau lưng còn có Ngụy Hiểu Kim của công ty Ức Hâm. Vương Tử Quân biết Chu Ái Quân có ý gì, huyện thành nhỏ như vậy thì chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm sự việc với trưởng phòng tài chính sợ rằng đối phương cũng đã biết rồi. Hắn khẽ gật đầu với chu Ái Quân và ngụy Hiểu Kim xem như chào hỏi, trong miệng lại hời hợt nói. Người thiện thường bị ức hiếp, ngựa hiền bị người ta cưới, tôi đây cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. chu Ái Quân tất nhiên hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương nghĩ cho quần chúng, lo cho quần chúng, không có tiền thì xem như trễ nãi công tác của xã, trách nhiệm này ai có thể gánh được nã pháo tên kia cũng là đáng đời. Chu Ái Quân nói rồi chỉ về phía Ngụy Hiểu Kim ở phía sau. Bí thư Vương, tôi giới thiệu với cậu, đây là Ngụy Hiểu Kim, là đại công tử của cục trưởng Ngụy của chúng tôi, bây giờ đang là tổng giám đốc công ty Ức Hâm. Vương Tử Quân cũng biết về Ngụy Hiểu Kim và công ty Ức Hâm, hắn có biết về công ty này cũng không vì nguyên nhân nào khác, chính là công ty Ức Hâm muốn thu mua xí nghiệp trá du của xã Tây Hà Tử. Vì kế hoạch phát triển kinh tế không ngừng bị đánh phá, thế nên không ít xí nghiệp tuyến xã phải ngừng sản xuất và phá sản, đây hầu như là một xu thế của thời đại. Xí nghiệp trá dù có vị trí tốt, hơn nữa sức cạnh tranh không lớn, là một trong những xí nghiệp có lợi nhuận tốt ở xã Tây Hà Tử. Vương Tử Quân trước nay luôn tỏ ra giúp đỡ xí nghiệp cải cách, nhưng phương án thu mua xí nghiệp trà du của công ty ức hâm lại làm cho hắn phải cau mày. Nào giống như đang thu mua một xí nghiệp có lợi nhuận. Rõ ràng giống như mua một xí nghiệp đang lâm vào tình cảnh khốn khó thì đúng hơn. Sau khi ủy viên Đảng ủy xã Tề Á bân đề xuất sự kiện thu mua này thì Vương Tử Quân đã không nói hai lời mà lên tiếng chối bỏ ngay lập tức. Khi đó hắn cảm thấy công ty Ức Hâm kia có lẽ có địa vị không nhỏ, bây giờ Chu Ái Quân đưa đến giới thiệu thì hắn mới bừng tỉnh, thì ra tổng giám đốc chính là con trai của cục trưởng cục công an. Cục trưởng cục công an chưa được xếp vào ban ngành thường ủy huyện ủy, thế nhưng lại là một vị có quyền lực khá nặng trong đám lãnh đạo đơn vị cấp huyện. Ngụy Hiểu Kim có một người như vậy chống lưng hèn gì mới đề xuất ra yêu cầu thu mua như vậy vương tử quân thầm suy xét kỹ lưỡng nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì hắn nói thì ra giám đốc ngụy chính là ngụy công tử mau mời ngồi ngụy hiểu kim cười ha hả nói bí thư vương chúng ta không đánh không quen sau này chúng ta sẽ là anh em thân thiết vương tử quân nhìn vẻ hào sảng của ngụy hiểu kim hắn chỉ cười nhạt một tiếng mà không nói thêm điều gì khi ba người nói chuyện thì bà chủ quán có vẻ là lơi lại đi đến nói. Ôi, ngụy Đại Công Tử, ngài đã lâu không đến chỗ chị chơi, thật sự làm chị đây rất nhớ. ngụy Hiểu Kim cũng rất quen thuộc bà chủ quán này, thế là khi bà chủ cong mông đi đến, hắn vung tay khẽ bóp mông nàng một cái, lại cười tủm tỉm nói. Em nhớ đến anh, nhớ cái gì mới được chứ? Anh này đúng là... Bà chủ dùng ánh mắt hờn dỗi chừng lên với ngụy Hiểu Kim, trong mắt lại tràn đầy tình ý, điều này làm cho vương tử quân thấy rõ ràng bí thư vương quán rượu trúc lâm tuy không lớn nhưng lại có nhiều món đặc sắc của huyện hồng bắc chút nữa chúng ta sẽ được nếm thử món thịt bò muối tổ truyền ngài tự mình hạ miệng thử rồi sẽ biết chu ái quân nói rồi nhường chỗ ngồi của mình cho vương tử quân câu nói tự mình hạ miệng là có điển cố nghe nói năm xưa khi chu ái quân tốt nghiệp thì tuổi trẻ khí thịnh vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự năm xưa có nhiệm vụ hướng dẫn hắn đã dùng giọng thấm thiên nói Tiểu Chu, đừng nghĩ mình tốt nghiệp đại học chính quy mà ra giá, cậu cũng phải lăn lộn, ném bỏ cái giá của mình để làm một vị học sinh. Chu Ái Quân nghe mà liên tục gật đầu, hắn tỏ ra khách khí với đồng nghiệp nhưng đối với thái độ của lãnh đạo thì thật sự không thể nào bắt được trọng điểm, thế cho nên liên tục bị viên đội trưởng cảnh sát hình sự lên tiếng phê bình. Có một ngày Chu Ái Quân xuống nhà ăn đơn vị dùng cơm, vừa vặn đung mặt đội trưởng cảnh sát hình sự đang báo cáo công tác cho cục trưởng. Hắn muốn né tránh, chợt thấy lãnh đạo nói mình ngồi xuống bên cạnh thế là hắn đành phải đi đến hắn mở miệng chào cục trưởng chào cục trưởng ngài tự mình hạ miệng hạ giá xuống dùng cơm điều này làm cho tất cả cán bộ trong nhà ăn đều nở nụ cười may mà vào thời điểm đó đội cảnh sát hình sự vừa phá được một vụ án lớn cục trưởng ngụy có tâm tình rất tốt thế là vỗ vỗ vai vị đội trưởng cảnh sát hình sự rồi cười nói nhìn đứa học trò của anh kìa có phải là anh đi nhà cầu Hắn cũng chạy đến hỏi lãnh đạo tự mình không. Vài năm qua tên cảnh sát năm xưa đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, mà câu nói tự mình hạ miệng lại tiếp tục truyền lưu rộng rãi, hơn nữa còn kéo dài không suy. Chương 85, không có lửa sao có khói. Chu Ái Quân mời Vương Tử Quân dùng cơm và đưa theo Ngụy Hiểu Kim, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ hiểu ý của đối phương, vào thời điểm xã hội coi trọng vật chất và nhân tình thì làm cảnh sát cũng không thể nào thanh cao. Nước quá trong không có cá, muốn trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn thì hầu như là không thể. Vì vậy bị bầu không khí ảnh hưởng, thế là đám người mà bọn họ tiếp xúc cũng là đủ mọi loại, mặt hàng nào cũng có. Thế cho nên đối mặt với Chu Ái Quân thì Vương Tử Quân cũng chỉ có thể gật đầu cười cười, bày tỏ mình đã hiểu. Trong huyện Hồng Bắc có một hiện tượng kỳ quái, chỉ cần kinh doanh tốt, phát triển mạnh thì dù là nhà khách huyện ủy hay quán rượu trúc lâm thì bà chủ cũng đều là nữ, hơn nữa đều là những bà chủ xinh đẹp mọi người ngồi được một lát thì những món ngon thơm nước mũi đã được dọn lên bàn. Bí thư vương, sau này hai ta là anh em, lúc này hai anh em ta làm một ly. Ngụy Hiểu Kim nâng ly rượu lên dùng giọng chân tình mời vương tử quân. Vương tử quân thấy trước mắt có hai cái ly đế cao, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Rất hân hạnh được làm quen với Ngụy Công Tử, tôi cũng rất vui, nâng ly. Ngụy Hiểu Kim thấy gương mặt trắng nón của Vương Tử Quân có hơi đỏ ửng, thế là thầm nghĩ tử lượng của đối phương không bằng mình. Hắn nghĩ đến tình huống mình xuống thu mua nhà máy trá du dưới xã Tây Hà Tử không thành công, thế là trong lòng cũng có chút tức giận, hôm nay bắt được cơ hội thì nhất định phải rửa hận. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu, Ngụy Hiểu Kim lại mở nắp chai rượu rót đầy ly cho Vương Tử Quân, hắn nói. Bí thư Vương, rượu tam bài tứ, uống rượu cũng không đi xe không, hai anh em chúng ta làm thêm ly nữa. Ngụy Công Tử, tôi trên cơ bản là chỉ uống 3 ly rồi thôi, nếu ngụy Công Tử muốn có nhiều thời gian trò chuyện hơn, trước hết đừng nên để tôi uống đủ 3 ly vào lúc này, nếu không thì anh cũng chỉ thấy tôi nằm ngủ mà thôi. Vương Tử Quân dùng giọng nửa thật nửa giả nói. Trong huyện Hồng Bắc thì ngụy Hiểu Kim có một cây đại thụ để tựa lưng vào, nhưng người này cũng tin một chân lý, đó là an phận chính là biện pháp khoe khoang tốt nhất. Vì thế hắn không ngang ngược trên phương diện đối nhân xử thế, hắn có một kiểu cách độc đáo của riêng mình, thậm chí còn có nhiều biện pháp để áp dụng. Thấy vương tử quân không đi theo mình, hắn cũng không quát tháo, nhưng chuẩn bị nói vài lời mất vui. Nhưng đúng lúc này chiếc máy nhắn tin bên hông chu ái quân chợt vang lên, ngụy Hiểu Kim vốn chưa kịp phát tác, mà chu ái quân cũng căn bản không biết giải vây cho vương tử quân thế nào, bây giờ chợt giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Xuyệt, là cục trưởng ngụy chu ái quân tranh thủ làm ra động tác mọi người đừng lên tiếng. Ngụy Hiểu Kim nghe thấy đó là bố mình thì cũng dừng động tác mời rượu, hắn lấy từ trong cặp của mình ra một chiếc điện thoại như cục gạch, lại đưa sang cho Chu Ái Quân. "Anh Chu, dùng cái này." Chu Ái Quân cũng không khách khí, hắn cầm lấy điện thoại của Ngụy Hiểu Kim. Đừng nghĩ rằng hắn là kẻ tùy tiện ở mọi trường hợp, nhưng khi đối mặt với cục trưởng cục công an thì thái độ rất nghiêm chỉnh. "Vâng, cục trưởng, tôi biết rồi." Một lát sau Chu Ái Quân cúp điện thoại, sau khi đặt điện thoại xuống thì hắn nói ngay: bí thư vương bữa cơm hôm nay thật sự không được rồi anh ngụy vừa mới có lời phân phó nửa giờ sau cùng anh ấy đi lên thành phố đón người anh chu chuyện gì mà vội vàng như vậy ngụy hiểu kim tiếp nhận điện thoại từ trong tay chu ái quân sau đó dùng giọng không quan tâm nói xảy ra chuyện lớn chu ái quân nâng ly lên làm một hớp sau đó hắn thuận miệng nói còn nhớ viên phó phòng tài chính năm xưa không chính là người chết trên cương vị vào ba năm trước ấy ngụy hiểu kim cũng không hiểu nhiều về sự kiện kia chu ái quân cũng không cấm kỵ mà lên tiếng chính là người đưa con gái đi học đại học tài kính kế toán sau này lại bị người ta thế chân nghĩ ra chưa chu ái quân vừa nói vừa ăn như sói như hổ lại mở miệng mắng dương vân binh khốn nạn làm ra trò thiếu đạo đức như vậy để cho ông đây phải đi chùi đít thay biết không hôm nay có vị phó chủ tịch tỉnh đến thành phố giang châu chúng ta thị sát công tác xe còn chưa tiến vào khối chính quyền thành phố thì đã bị một đám nhân dân đến vây quanh khiếu kiện. Ngụy Hiểu Kim tuy không giao thiệp với quan trường nhưng bố dù sao cũng là cục trưởng cục công an, hắn vẫn có chút mẫn cảm chính trị. Việc này không phải đã xong rồi à? Sao có người tố cáo? Không có lửa thì sao có khói? Có lẽ Dương Vân Bình cũng không còn ngồi trên ghế trưởng phòng tài chính được bao lâu nữa rồi. Khi nói về nguy cơ của trưởng phòng tài chính Dương Vân Bình, Ngụy Hiểu Kim và Chu Ái Quân không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chương 86: Cắn vào lưỡi. Vương Tử Quân vừa mới nã pháo Dương Vân binh trên hội nghị kinh tế toàn huyện, bây giờ trong thành phố lại xảy ra chuyện này, cả hai sự việc liên hệ lại với nhau, dù Dương Vân binh có được người bảo vệ cũng khó thể nào tiếp tục công tác ở phòng tài chính. Hai sự kiện kỳ quặc liên tiếp phát sinh, đặc biệt là sự kiện một vị cán bộ năm xưa mất mạng bị lôi ra, giống như có người đang muốn sửa trị Dương Vân Binh. Dựa vào độ mẫn cảm chính trị của mình, Chu Ái Quân và Ngụy Hiểu Kim đều thầm hiểu vị bí thư Vương đang tươi cười vui vẻ trước mặt sẽ khó tránh khỏi liên quan. Ngụy Hiểu Kim nghĩ đến đây mà lạnh cả người, cảm giác chiếm thượng phong vào lúc vừa rồi làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn thầm hiểu rõ, trưởng phòng tài chính căn bản không thua kém gì địa vị của bố mình, Người này cũng không thèm quan tâm đến một vị trưởng phòng tài chính vênh váo hung hăng, chỉ sợ cũng sẽ chẳng coi kẻ khác ra gì. Ngụy Hiểu Kim cố gắng nở nụ cười đông cứng, hắn nâng ly rượu trên tay lên nói. Tên Dương Vân Bình kia cũng xem như trừng phạt đúng người đúng tội, hôm nay nghe thấy tin tức tốt như vậy thì chúng ta nên khoan khoái nâng ly, không say không về. Bí thư Vương, trước tiên tôi kính anh một ly, anh cứ tùy ý. Ngụy Hiểu Kim nói xong thì uống cạn ly rượu trong tay. Vương Tử Quân ngồi xuống trước bàn làm việc, hắn lật qua vài trang văn kiện mà Chu Thường Hữu đưa đến, tay trái cầm ly trà bốc khói lượn lờ. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân buông văn kiện rồi lên tiếng. Cửa bị đẩy ra, Lâm Giang Luân với vẻ mặt trần chờ và kính sợ đi vào, ngay cả chuyện đóng cửa lại cũng cực kỳ cẩn thận. Vương Tử Quân nhìn Lâm Giang Luân, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh. Giang Luân đến đấy à, mời ngồi. Bí thư Vương, Tôi đến để báo cáo với anh về vấn đề tư tưởng." Lâm Giang Luân cung kính nói với Vương Tử Quân, đến lúc Vương Tử Quân gật đầu mới dám ngồi xuống ghế. Trước kia Lâm Giang Luân là con cô trong xã, dù trước mặt là bí thư hay chủ tịch xã thì cũng bày ra bộ dạng mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, ông chủ là đệ nhất thiên hạ. Sau khi bị Vương Tử Quân sửa trị thì bây giờ đã thành thật hơn rất nhiều. Lâm Giang Luân vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn, hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Tử Quân, bộ dạng giống như chờ câu hỏi của bí thư bất cứ lúc nào. Lúc này ánh mắt của hắn lại rơi lên phần văn kiện mà vương tử quân vừa xem, hình ảnh thu hết vào mắt, tiêu đề của văn kiện làm hắn muốn nhảy dựng lên, quyết định miễn đi chức vụ trưởng phòng tài chính của đồng chí Dương Vân Binh. Lâm Giang Luân thấy tiêu đề như vậy thì trái tim đập lên dồn dập là người trong cuộc, hắn hiểu rất rõ Dương Vân Binh vì sao lại bị miễn chức. Nghĩ đến tình huống tối qua anh mình uống rượu say khướt, khi loạn choạng đi về nhà thì không quan tâm đến chuyện bị bố mẹ ngăn cản, đơn giản kéo mình ra mắng một trận xối xả. Lúc này hắn thầm cảm thấy phát lạnh, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Bí thư vương, đây là bản kiểm điểm của tôi. Lâm Giang Luân thấy vương tử quân trầm mặc, cả ngày không nói lời nào thì cung kính đưa vài trang bản thảo đến. Vương tử quân tiếp nhận bản thảo, chữ bên trên có vẻ nguệch ngoạc nhưng rất chân thành. Hắn thầm nghĩ trình độ người viết quá kém nhưng ngược lại có thể tha thứ, dù sao thì cũng không cần níu kéo như vậy, nhưng thái độ thừa nhận sai lầm của đối phương cũng đáng khen. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lâm Giang Luân, sau đó khẽ chờ người xem xét. Lâm Giang Luân thấy Vương Tử Quân đang xem xét bản kiểm điểm của mình mà không nói lời nào thì rất lo lắng, như đứng trên đống lửa, trong lòng bùng lên cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh giống như có thể nghe thấy tiếng không khí lưu động. Điều này làm cho một Lâm Giang Luân đang bị đè nén cảm thấy thời gian như trôi qua cả năm. Giang Luân, anh thật sự rất thành khẩn nhận sai lầm. Vương tử quân cuối cùng cũng xem xong, hắn khẽ gật đầu với Lâm Giang Luân, sau đó vung tay lên nói. Bí thư Vương, sau một lần phạm sai lầm thì sẽ khôn ngoan và nhìn xa trông rộng hơn, anh phê bình giáo dục tôi mới thấy những lời nói của mình tạo ra cho đồng chí trưởng ban tài chính bao nhiêu thương tổn tôi trước tiên làm kiểm điểm với anh, lát nữa sẽ sang xin lỗi đồng chí trưởng ban trác. Lâm Giang Luân hạ thấp tư thái của mình, bộ dạng thành khẩn nhận sai lầm. Vương Tử Quân khẽ phát tay nói. Sự thật là trong cuộc sống luôn có mâu thuẫn, phát sinh tranh chấp là điều khó tránh khỏi, ngay cả răng cũng có khi cắn vào lưỡi. Ý tôi muốn nói chính là những ma sát như vậy nên mở không nên chói, sau đó mây đen đầy trời cũng tán đi. Thế này đi, anh giúp tôi chuyển lời với nhà ăn, để bọn họ làm thêm vài món ăn, hôm nay tôi mời anh và Trác Trường Vĩ vài ly, sau này mọi người cùng sống tốt với nhau, giúp nhau phát triển, cổ động lẫn nhau mà không gây thương tổn, đồng thời cũng không cho phép ai nhắc đến chuyện này. Lâm Giang luôn tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại nể tình như vậy, như thế cũng dễ dàng tiếp nhận hơn tình huống đến xin lỗi tận mặt rất nhiều. Hắn nhìn bộ dạng dạy bảo ân cần của Vương Tử Quân, cũng không có chút phản cảm, ngược lại còn tỏ ra cảm kích. Cảm ơn bí thư Vương Vương tử quân lúc này nhìn sang Lâm Giang Luân mà lén nở nụ cười, trong lòng thầm thấy ổn định. Sau đó hắn trò chuyện với Lâm Giang Luân về đủ mọi vấn đề, dần dần vẻ mặt Lâm Giang Luân đã bình tĩnh trở lại. Bí thư vương có ở bên trong không? Một tiếng hô lớn vang lên từ bên ngoài, vương tử quân cảm thấy có chút quen tai. Cửa khép hờ bị đẩy ra, vương hiếu binh cán bộ thôn hồng lĩnh mặc một bộ quân phục màu xanh đẩy cửa đi vào. Vương tử quân trước kia đã từng ngồi cùng bàn dùng cơm uống rượu với Vương Hiếu Binh, bây giờ thấy đối phương đi đến thì cười nói. Anh Vương, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Vương tử quân vừa nói vừa ném cho Vương Hiếu Binh một điếu thuốc. Vương Hiếu Binh cũng không khách khí với Vương tử quân, hắn nhận lấy điếu thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Giang Luân nói. Còn là ngọn gió gì nữa, là gió lạnh thổi đến. Vương Hiếu Binh là người quen tùy tiện, hắn thấy Lâm Giang Luân còn chưa động đến ly trà trước mặt, thế là nhấc lên nói. Anh Lâm, tôi đã sắp chết khát rồi, tôi cũng không khách khí. Vương Hiếu Binh nói xong thì nâng ly lên uống cạn. Lâm Giang Luân cũng từng uống rượu với Vương Hiếu Binh, cũng biết tính nét của người này. Tuy tiếc ly trà của Vương Tử Quân cho mình lại rót vào bụng đối phương, nhưng hắn cũng biết đối phương làm như vậy cũng không gây khó cho mình. Này, Giang Luân, anh đến nói với nhà ăn một tiếng dùng tôi. Vương tử quân khẽ gật đầu để cho Lâm Giang Luân đi trước. Bí thư vương, anh xem anh kìa, tôi đến đây rồi, anh cũng không cần long trọng mời cơm như vậy. Dù biết không phải là chính mình được mời nhưng vương hiếu binh vẫn lên giọng nói giỡn. Cảm ơn bí thư vương, lần này tôi đến chủ yếu là vì chuyện của trường tiểu học trong thôn. Vương Hiếu Binh nói đến vấn đề này thì gãi đầu khó xử nói. Trường tiểu học của chúng tôi được xây dựng bằng gạch vào 20 năm trước, bây giờ đã có phòng bị nứt toác ra, rất không an toàn. Lần này tôi đến tìm anh, chính là xem anh có thể trợ giúp để chúng tôi sửa chữa lại không. chương 87, bận đến tối mặt tắt đèn. Thấy Vương Hiếu Binh khoa chân múa tay để miêu tả về độ dài rộng của vết nứt khoảng hơn một thước thì Vương Tử Quân cao mày, trái tim cũng treo lên cao. Tiếp trước hắn đến dạy ở trường học trong thôn Yên Chi Nam, bây giờ Vương Hiếu Binh khoa chân múa tay về vết nứt, năm xưa trường của thôn Yên Chi Nam cũng giống như vậy. Dù lúc đó tâm tình của Vương Tử Quân ở thôn Yên Chi Nam rất tiêu cực, uể oải không phấn chấn, nhưng hắn cũng vì học sinh mà đến tìm bí thư chi bộ của thôn, thôn dân cũng đồng ý góp vốn sửa trường, vì thế tiền không là vấn đề. Kết quả là bí thư chi bộ thôn dùng giọng không khách khí nói, đúng vậy, tiền không là vấn đề, nhưng vấn đề là không có tiền, thế là bác bỏ lời đề nghị của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn gương mặt chờ mong của Vương Hiếu Binh, trong lòng có chút cảm động, dù thế nào thì người này cũng mạnh hơn tên bí thư chi bộ thôn Yên Chi Nam rất nhiều. Sửa chữa cần bao nhiêu tiền? Vương tử quân trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư vương, cần 10.000 đồng. Vương Hiếu Bình thấy vương tử quân không đập mình một gậy chết tươi thì không khỏi vui sướng. 10.000 cũng không phải là một số lượng nhỏ đối với ủy ban xã vào lúc này, tuy lúc này tình hình tài chính của xã có chút dư giả, xuất ra 10.000 cũng không là vấn đề, nhưng khốn nổi vấn đề là Vương Tử Quân không phải là bí thư của một thôn, nếu như tất cả các thôn trong xã đều đến đòi tiền, vậy mình sẽ làm sao để đối phó lại đây? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy và cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thầm cảm thán xã không có tiền, dù mình có nhiều ý nghĩ tốt cũng chỉ là mắc cạn trong vốn bùn, xem ra phát triển kinh tế mới là đạo lý cần quan tâm. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện phát triển kinh tế thì có hơi ngây người, lúc này Vương Hiếu Binh đang nhìn chầm chầm vào hắn, người này chỉ sợ bí thư nói một chữ không thì xong hết. Bí thư vương, nếu anh thật sự khó xử thì 5 ngàn cũng được, phần còn lại sẽ động viên các gia đình quyên tiền, nhất quyết phải làm cho xong. Anh vương, có nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, có khổ cũng không làm khổ học sinh, kế hoạch trăm năm luôn lấy giáo dục làm gốc, vì thế tôi khẳng định sẽ giúp đỡ anh ở phương diện cải tạo trường học. Chỉ là lúc này tình hình tài chính của xã có hơi căng, xã Tây Hà Tử lại có nhiều thôn hành chính, tôi phải chủ tính sắp xếp cho ổn. Thế này đi, anh cho tôi một tuần, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Vương Hiếu Bình thấy Vương Tử Quân nói lời hợp tình hợp lý, biết rõ lời nói của bí thư đã rất chân thành, cũng không dễ dàng gì, cho nên liên tục gật đầu nói. Cảm ơn bí thư Vương, chúng tôi chờ tin tức tốt lành từ anh. Sau khi nói chuyện với Vương Hiếu Bình về thôn Hồng Lĩnh thêm một lúc, Vương Tử Quân nhìn giờ, thấy đã đến giờ nghĩ, vậy là kéo Vương Hiếu Bình nói có lẽ thức ăn đã làm xong chúng ta cùng đi dùng cơm vừa ăn vừa nói bí thư vương anh cứ đi đi bây giờ còn sớm tôi còn phải về nhà vương hiếu binh vội vàng đứng lên chuẩn bị cáo từ này anh vương nói vậy là không đúng tôi đến thôn thì anh làm khách bây giờ anh đến ủy ban thì phải nghe lời tôi vương tử quân nói rồi đi ra khỏi bàn làm việc sau đó cười ha hả vương hiếu binh tất nhiên sẽ không muốn đi cũng không phải là một bữa cơm mà cảm thấy được dùng cơm với bí thư Vương không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được. Vì thế mà hắn lúc đầu còn giả vờ từ chối, sau đó lại vui sướng đồng ý. "Anh Vương, anh cứ chờ chút, tôi đi rồi sẽ quay lại." Vương Tử Quân tỏ ý bảo Vương Hiếu binh ngồi xuống, sau đó đi về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Phòng làm việc của Triệu Liên Sinh vẫn đóng chặt cửa nhưng bên trong có âm thanh phát ra, chứng tỏ chủ tịch Triệu đang có khách. Vương Tử Quân gõ cửa rồi cao giọng nói: chủ tịch triệu, có việc gì bận rộn không? Không đợi triệu liên sinh trả lời, vương tử quân đã đẩy cửa đi vào. Trong phòng có bốn người, kể cả triệu liên sinh thì ai cũng đứng lên. Vương tử quân vào phòng làm việc của triệu liên sinh, đây là điều mà hắn căn bản không ngờ đến, hắn chố mắt một lát thì cười lớn nói. Bí thư vương, anh có việc gì cứ gọi điện thoại, anh, anh còn tự mình đến đây. Ôi, tánh mạng kéo dài cũng nhờ con người thường xuyên vận động, chỉ cách vài bước mà gọi điện thoại thì có phải quá quan liêu rồi không?" Vương Tử Quân nói xong thì thuận tiện đảo mắt nhìn những người có mặt trong phòng, nhìn vào cách ăn mặc thì có lẽ là cán bộ từ thôn khác. Triệu Liên Sinh thấy Vương Tử Quân đảo mắt nhìn ba người trong phòng, hắn cười ha hả rồi tranh thủ giới thiệu. "Bí thư Vương, đây là ba vị cán bộ thôn Trương Gia Xuân, là Bí thư Trương, trưởng thôn Trương, kế toán Trương." Vương Tử Quân cũng không cảm thấy kỳ lạ vì các ban ngành của thôn là những người đồng tộc thế nên hắn tranh thủ nói cười. Hai ngày nay cũng muốn xuống thôn Trương ra Chuân, nhưng những ngày qua bận rộn đến tắt đèn, các anh lại chủ động chạy lên ủy ban, rất tốt, có nhiều việc cần liên hệ. Bí thư tri bộ họ Trương là một người hơn 60 tuổi, lão cũng đã nghe qua đại danh của vị bí thư mới đến nhận chức trong xã, trong lòng càng cảm thấy đối phương quá có khí thế. Lão nở nụ cười trên gương mặt có hơi khô héo, sau đó tranh thủ thời gian nói lời mời. Bí thư vương, nếu anh có thời gian xuống thôn chúng tôi thăm thú, sợ rằng không phải chỉ ba người chúng tôi cảm thấy vui sướng, mà tất cả vài ngàn dân chúng của thôn cũng đều vui mừng. Nếu liên hệ với cán bộ thôn xóm thì mặt ngoài nhất định phải ném cho bọn họ đủ sự tôn trọng, có người nói làm chủ tịch xã, chủ tịch huyện và chủ tịch tỉnh thì không nhất định có thể làm được thôn trưởng. Lời này dù có chút khoa trương nhưng cũng là nói đúng tình hình thực tế. Chưa nói gì lớn, chỉ cần nói chút công tác dưới thôn như kế hoạch hóa gia đình nếu cán bộ trong thôn không phối hợp, không chạy khắp nơi, không hò hét khản giọng, không mệt chết người thì sẽ đừng hòng có được chút thành tích. Hôm nay từ trung ương đến địa phương lại cường điệu đẩy mạnh công tác tam nông, nếu như thôn dân cứ thỉnh thoảng lại ngồi lên xe công nông chạy về phía ủy ban làm loạn, như vậy anh cũng đừng hòng sống yên. Nếu không bỏ sức nơi cơ sở, như vậy thì núi đồi sẽ rung chuyển. Vì vậy Vương Tử Quân rất coi trọng phương diện phối hợp và níu quan hệ với các cán bộ thôn. Hắn mỉm cười bắt tay chào hỏi ba vị cán bộ, sau đó dùng giọng tùy ý hỏi: "Ba vị lãnh đạo đến ủy ban xã, chỉ sợ là có chuyện phải không?" Tuy không quen nhìn Vương Tử Quân nhưng Triệu Liên Sinh cũng không thể không thừa nhận một điều, đó là Vương Tử Quân càng ngày càng có khí độ của một vị bí thư xã, mới đó đã áp chế được bầu không khí trong phòng làm việc của mình. Dù đối phương có được như vậy chủ yếu dựa vào vầng hào quang bí thư, nhưng đây là một vị bí thư trẻ tuổi, đó là điều mà không ai dám coi thường. Bí thư trương công tác nhiều năm, tiếp xúc qua đủ mọi loại lãnh đạo, bây giờ thấy vương tử quân hỏi như vậy thì mở miệng nói. Bí thư vương, không gạt anh, chúng tôi lên đây để tố cáo. Là thế này, tối qua có vài tên trộm đến cánh rừng phía đông thôn chặt hơn 10 cây cổ thụ, bí thư trương đến để báo án. Triệu liên sinh khẽ phát tay với bí thư trương, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc. Thì ra là như vậy, vương tử quân khẽ động tâm, cũng không tiếp tục hỏi mà quay sang chuyện khác chủ tịch triệu chuyện này anh cần quan tâm nhiều hơn lệnh cho đồn trưởng triệu nhanh chóng phá án tôi cũng đã bắt chuyện với tứ dược triệu liên sinh nhướng mày nhưng ngay sau đó lại trở nên tươi cười tốt vừa vặn đến giờ cơm tôi cố ý sắp xếp nhà bếp nấu thêm vài món vốn đến mời chủ tịch triệu không ngờ lại trùng hợp như vậy có lẽ ba vị lãnh đạo cũng ngửi được mùi mà đến ha ha vương tử quân dùng giọng vui đùa nói sau đó đứng người lên Vương tử quân mời dùng cơm, triệu liên sinh nghe thấy vậy mà tâm tư khẽ xoay chuyển, mà ba vị cán bộ thôn trương gia chuân cũng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mình được bí thư đại nhân quan tâm. chương 88, rượu tốt Nhà ăn của ủy ban cũng có một gian phòng khá tốt, nó thường được sử dụng khi cán bộ lãnh đạo đơn vị tuyến huyện xuống kiểm tra chỉ đạo công tác. Trong đại sảnh có hơn 10 bàn tròn khá lớn, nhìn qua cũng rất có quy mô, có thể đủ chỗ cho cả trăm cán bộ trong xã cùng đến dùng cơm, đây là không thành vấn đề. Sự việc về lý tam thái đã qua đi, tính tình của trương thuận cũng đã tốt hơn, phục vụ chu đáo hơn trước kia rất nhiều. Lúc này những cán bộ đến dùng cơm xong đều có một bình trà. Hơn nữa số lần vương tử quân ăn cơm ở đây cũng không phải ít, chất lượng thức ăn cũng tốt hơn hẳn. Người phương bắc có thói quen ẩm thực riêng, thích uống rượu ly lớn, ăn thịt miếng lớn. Phong cách nấu nướng của trương thuận thật sự phát huy sở trường rất tốt. Bánh bao được trương hấp đàng hoàng hơn nữa cũng không dùng men mà theo kiểu truyền thống dùng bột chua những món khác cũng có hương vị ngọt ngào vào cửa nhà ăn đã thấy thơm nước mũi trương thuận nấu nướng cũng rất chú ý gia vị dùng rất chuẩn đồng thời hắn còn vỡ một mảnh đất sau ủy ban xã làm nơi trồng rau thơm có thể nói là đủ hương vị cho mọi người những món nên cay thì cay nên thơm thì thơm nên đắng thì đắng một bữa cơm dù không có sơn hào hải vị nhưng làm cho trong lòng người ăn sinh ra bốn chữ cực kỳ đã ghiền Lúc này trên bàn tròn đã có 8 món ăn được xếp đặt gọn gàng, 4 món còn đang bốc khói nghi ngút, tuy không phải là thứ gì quý giá nhưng chỉ cần liếc mắt là biết Trương Thuận đã bỏ ra khá nhiều công sức. Một chai rượu giang châu đóng gói hoàn hảo đặt trên bàn, Vương Tử Quân ngồi ở vị trí trung tâm, Triệu Liên Sinh ngồi ở bên cạnh Bí Thư Vương. Lúc này trên bàn rượu xấu hổ nhất chính là Trác Trường Vĩ và Lâm Giang Luân. Có câu, uống rượu gặp chi kỷ thì ngàn ly không thiếu, nếu không hài lòng thì nửa ly khó nuốt trôi, những ngày qua hai người mới phát sinh tranh chấp, lúc này ngồi cùng bàn rượu, dù biểu hiện khá tốt nhưng trong lòng không được tự nhiên, điều này thật sự khó thể che giấu. Trường Vĩ, Giang Luân, chúng ta vốn cũng không có thù hận gì lớn, nói vài câu với nhau sau đó cũng không nên giữ mãi trong lòng như đàn bà. Tranh thủ thời gian hôm nay mọi người cười bỏ qua, thế cho nên rượu trên bàn bắt đầu từ hai người. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn cầm chai rượu rót đầy hai ly trước mặt Lâm Giang Luân và Trác Trường Vĩ. Chuyện giữa Trác Trường Vĩ và Lâm Giang Luân là do Triệu Liên Sinh tìm người xúi dục, lúc này ngồi đây hòa giải cũng có mặt Triệu Liên Sinh, điều này làm cho Triệu Liên Sinh cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Triệu Liên Sinh dù sao cũng là Triệu Liên Sinh, cũng không biết lăn lộn trong quan trường được bao nhiêu vòng, chuyện lục đục với nhau là thường tình mà thôi, thế nên gương mặt vẫn không chút biến đổi, hắn phụ họa. Bí thư Vương nói đúng, hai anh nên vứt bỏ những xích mích, nên trở thành bạn, vì một câu mà kết thù cũng không đáng, uống uống đi. Vương tử quân lẳng lặng quan sát triệu liên sinh, hắn thầm gật đầu, người này cũng là một cán bộ có năng lực công tác, đáng tiếc là hắn và đối phương mãi là hai đường song song, đời này cũng chỉ bất đồng chí bất đồng mưu mà thôi. Có bí thư và chủ tịch xã cùng mở miệng thì Lâm Giang Luân giống như được đại xã, vẻ mặt của Trác trường vĩ cũng thoải mái hơn một chút. Lâm Giang Luân vì là người sai nên thái độ cũng khép nép hơn, hắn nâng ly rượu lên nói. Trường ban Trác, con người của tôi nói chuyện không biết áp chế, chỉ uống vài ly nước tiểu đã không phân biệt rõ bắc nam. ngày hôm đó tôi nói hưu nói vượt, ăn nói bậy bạ, anh cũng đừng nên đặt nặng trong lòng. hôm nay tôi xem như trèo cao, chỉ cần trưởng ban chắc để mắt, sau này hai chúng ta sẽ là anh em tốt. hôm nay tôi uống ba ly, xem như nhận lỗi chịu tội với trưởng ban chắc. lâm giang luân nói xong thì ngửa cổ uống cạn ba ly rượu mạnh của giang châu. trác trường vĩ cũng nâng ly hắn tranh thủ đứng lên, trong lòng ngàn vạn lân cảm khái. Hắn công tác ở xã lâu năm, tất nhiên biết rõ Lâm Giang Luân có tính nết thế nào, nói dễ nghe thì phá phách làm loạn, nói khó nghe thì chỉ là một con lừa đi bậy. Đối với loại người này, đừng nói là xin lỗi, không tiếp tục ức hiếp anh đã là để ý đến anh rồi. Nhưng lúc này Lâm Giang Luân khiêm nhường nhận lỗi như vậy cũng là vì sau lưng chắc trường vĩ hắn có bí thư vương. Trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh rất đài làm cho chắc trường vĩ nhận được đãi ngộ đặc thù, chưa nói đến chuyện có thể tự do ra vào ở phòng tài chính huyện, thậm chí các trưởng ban, phó phòng và trưởng phòng tài chính gặp mặt hắn cũng tươi cười hớn hở nói lời dễ nghe. Tất nhiên mọi thứ đều là do bí thư Vương cho hắn. Sau này nhất định phải làm tốt công tác bí thư Vương giao phó, nếu không thì rõ ràng là không có lương tâm, lại là kẻ ngốc. Trác Trường Vĩ chợt nghĩ như vậy, hắn nâng ly rượu lên nói. "Ôi, đã nhiều ngày trôi qua rồi, anh cũng đừng nói nữa, tính cách của tôi có chút sao động." hôm nay cũng là mượn hoa hiến Phật, cũng coi như bồi tội với anh. Sau khi uống vào vài ly rượu thì gương mặt Lâm Giang Luân và Trác Trường Vĩ cùng đỏ lên, nhưng sau đó hương rượu bùng lên, cả hai cũng không còn cảm thấy gò bó. Tiệc rượu náo nhiệt chính thức bắt đầu, Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh tất nhiên là trung tâm của bàn tiệc, nhưng Vương Tử Quân tử lượng không cao, không uống được nhiều, thế nên phần lớn rượu đều rót vào bụng Triệu Liên Sinh. Ba người bí thư trương của thôn trương Gia Chuân là lần đầu tiên uống rượu với vương tử quân, khó tránh khỏi có chút gò bó, nhưng sau đó cũng chậm rãi thả lỏng, một lát sau ba chai rượu đã được uống cạn. Nếu nói về uống rượu thì triệu liên sinh thật sự rất xảo quyệt, biết rõ cán bộ thôn uống rượu rất nhiều, 10 người có 9 kẻ là bình rượu, có lẽ có người sẽ chịu hoan uổng, thế nhưng nếu cứ tiếp từng người thì mình cũng khó lọt lưới sau khi hắn phát hiện mình là tiêu điểm trên bàn rượu thì sáng suốt chọn một sách lược, vận dụng đầy đủ lực lượng quần chúng để bọn họ mời rượu lẫn nhau, phải giật dây, xúi dục, cổ động, thế nên ngay sau đó đã làm cho đám người vương hiếu binh và bí thư trường uống đến mức say xưa. Khi Trương Thuận bưng nồi lẩu chua cay lên bàn thì vương tử quân cũng đã đỏ mặt, hắn vung tay lên nói. Anh Trương, hôm nay khổ cực rồi. Không có gì, bí thư vương, những món này đều là tôi vừa học được, cũng không sợ bêu xấu trước mặt ngài, mong ngài cho ý kiến, sau này tôi sẽ cải tiến. Trương Thuận dùng tạp dề xoa xoa mồ hôi chán rồi dùng giọng chú ý nói. Không tệ, không tệ, thật sự là rất có tài. Vương Tử Quân nói lời khẳng định với Trương Thuận. Chủ tịch Triệu, trước kia tôi phê bình Lý Tam Thái, tuy xuất phát điểm là tốt, nhưng nếu luôn để anh ấy ở nhà cũng không là biện pháp hay. Nếu không thì thế này, anh dứt khoát nói chuyện với anh ấy, để anh ấy tiếp tục công tác. Vương tử quân di chuyển chủ đề, thản nhiên nói với Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh cũng biết tính tình của em vợ của mình, đó là một mớ bùn nháo, lại là loại nhân phẩm không ra gì, hắn cũng không muốn chống lưng cho đối phương nhưng lại sợ cọp mẹ ở nhà. Vì sớm được đi làm mà Lý Tam Thái đã không ít lần đến tìm gặp Triệu Liên Sinh, bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng, trong lòng thầm mơ hồ chút được gánh nặng. chương 89, trong thôn đều là mẹ vợ. Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, sau này tôi sẽ quản giáo tốt tiểu tử kia, nếu hắn còn dám tái phạm, tôi sẽ đích thân giao hắn cho mẹ vợ. Triệu Liên Sinh nói như vậy làm cho đám người nơi đây tức cười, câu nói mẹ vợ rất dễ làm cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Vì trong dân gian có lưu truyền một câu nói dùng để miêu tả cán bộ nông thôn, cán bộ xã bận rộn giúp đỡ người nghèo, ăn sạch gạo cứu tế, đứng đầu thôn đưa mắt nhìn, trong thôn đều là mẹ vợ, trời làm nhà đất làm giường, một năm sinh ra cả ổ chủ tịch. Triệu liên sinh thấy mọi người cười xì một tiếng thì cũng nhớ đến câu nói trên, thế là mở miệng nói. Mọi người nghĩ đi đâu rồi vậy? Tư tưởng không thuần khiết đấy nhé. Bàn rượu hôm nay khá vui vẻ, mọi người bàn bạc thảo luận và tán dóc hơn 2 giờ, 6 chai rượu Giang Châu đã bị uống cạn, người nào mặt mũi cũng đỏ ửng, đi lại liêu siêu. Điều này làm cho vương tử quân thầm cảm thấn, đây rõ ràng là những chiến sĩ khảo nghiệm rượu cồn vương tử quân quay về phòng làm việc của mình và cảm thấy có hơi váng đầu hắn vỗ vỗ gáy rót một ly nước sau khi uống vào thì đầu óc lại có hơi mơ hồ lúc này ánh mặt trời giờ chiều vàng rực chiếu vào cửa sổ có một đàn chim bay qua khu ủy ban không gian thoáng đáng và yên ắng vương tử quân nằm trên giường ánh nắng ấm áp của mùa thu chiếu lên người vẻ mặt mơ hồ tất nhiên cảm thấy ngủ chưa là một chuyện hạnh phúc tút 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 chuông điện thoại vang lên vương tử quân miến cưỡng cầm lấy điện thoại hắn vừa alo một tiếng thì đầu dây bên kia đã chuyển đến một giọng nữ alo chào anh mọi việc đều đã làm tốt anh xem khi nào thì anh rảnh chúng ta ký hợp đồng nhé một giọng nữ dịu dàng vang lên giống như có ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất ai vậy vương tử quân chố mắt lên sau đó hắn chợt nghe thấy âm thanh trách móc xem ra anh đúng là quý nhân hay quên tôi là tần hồng cầm đây Vương Tử Quân vừa nghe nói là Tần Hồng Cẩm thì chợt nhớ đến người phụ nữ trưởng thành cơ trí và khôn khéo giỏi giang kia, nàng sinh ra cho hắn một cảm giác rất kỳ dị, giống như một người phụ nữ không tuổi vậy. Hắn không biết rõ nàng đã bao nhiêu tuổi, vì nàng có khi ung dung lạnh nhạt, có khi giống như trải qua phong sương, có khi lại vội vội vàng vàng không biết làm sao giống như một cô gái chưa bao giờ rời xa cha mẹ, điều này thật sự rất khó hiểu. Nhưng cô nàng là một người giỏi kinh thương, còn là một cô gái thông minh lại còn rất quyến rũ mê người. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến Tần Hồng Cẩm thì Vương Tử Quân chợt nhớ đây là một người phụ nữ cơ thể mảnh khảnh như cành liễu, vòng eo dịu dàng nhỏ nhắn mềm mại, trước ngực lượn lờ cao vút. Hắn đã qua hai đời, đã không biết qua bao núi bao đèo, nhưng người phụ nữ kia giống như một đóa sen vào mùa hè, thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn trong lúc đêm tối, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương ngây ngất. Vương Tử Quân nở nụ cười tự diếu, lúc này hắn chợt nghĩ ra vấn đề, đó là mình không phải gặp mặt đã yêu, nhưng có thứ gì đó ẩn giấu trong người hắn, đây là một thứ kiểu như bản năng, không phải hắn có thể khống chế được, đó là tình dục. À, thì ra là cô, hợp đồng gì? Vương tử quân lúc này đang có hơi choáng váng, thế là dùng giọng không quan tâm hỏi. Giọng điệu của tần hồng cầm ở bên kia trở nên không được dễ nghe, nàng dùng giọng lạnh lùng cứng rắn nói. Này, anh nhìn lại mình xem, máy bay cũng không nhanh bằng anh đổi ý, Vài ngày trước không phải anh nói sẽ vay tiền giúp tôi sao? Sau đó đầu tư mỗi người một nửa cổ phần. Vương Tử Quân thật sự là quên mất chuyện này. Những ngày qua Vương Tử Quân thật sự quá bề bộn, hắn tự biết mình đuối ý, thế nên cười nói. "À, thiếu chút nữa thì quên mất, đã vay được chưa?" "Đã giúp tiền lâu rồi, tháng sau sẽ lắp đặt thiết bị, trước mắt công trình sắp kết thúc, vài ngày nữa chuẩn bị khai trương, vì vậy muốn cùng anh ký một phần hợp đồng." Tần Hồng Cẩm cũng không dám đắc tội Vương Tử Quân, thấy đối phương nói lời xin lỗi thì cũng thuận tiện đổi giọng. Khai trương, cô định làm gì? Anh nói tôi mở siêu thị, tôi đã khảo sát rồi, cảm thấy ý này rất hay, cứ làm vậy đi. Vương Tử Quân nghe Tần Hồng Cẩm nói sẽ làm theo lời mình, sẽ mở siêu thị, hắn không khỏi nở nụ cười. Hắn biết rõ một câu, có trước chiếm ưu thế, lúc này siêu thị là một thứ khá mới mẻ, sẽ có thị trường lớn, mình và tần hồng cẩm dẫn đầu tiến vào ngành sản xuất bán lẻ tuyệt đối tìm được lợi nhuận được chờ đến lúc cô khai trương siêu thị thì tôi sẽ đến xem vương tử quân trầm ngâm một chút sau đó nhanh chóng cho ra quyết định không phải là siêu thị của tôi là của chúng ta tần hồng cẩm nghiêm trang uốn nắn lời nói của vương tử quân nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy có gì đó không đúng sau đó lại có chút xấu hổ cuối cùng thì cúp điện thoại lúc này ở thành phố Giang thì cách đó vài trăm dặm, một người phụ nữ mặc tây trang đang nói với chiếc điện thoại. Đúng là không có lương tâm, mới đó đã quên mình rồi. Tần Hồng Cẩm lúc này đang cảm thấy rất bực bội, đúng lúc một cô gái mặc trang phục công sở đi đến. Giám đốc Tần, đại biểu của công ty nước giải khát đạt đạt đã đến. Tần Hồng Cẩm chợt giật mình, sau đó mới thanh tỉnh lại. Khi thấy gương mặt quen thuộc của người phụ nữ trung niên vừa là thầy vừa là bạn trước mắt, gương mặt nhỏ nhắn của nàng chợt căng phồng lên, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lạnh băng. Được, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Đồn công an xã, triệu tứ dược đang nhíu mày, trong đầu là những suy nghĩ bức bối. Hắn đang rất phiền, những ngày nay sinh ra cảm giác uống nước lạnh sinh ra nấc cục, không làm gì thuận lợi. Đây cũng không phải vì dưới quê xuất hiện vấn đề về chị An, vấn đề là người kia nhanh chóng quật khởi. Vì có được sự giúp đỡ của Triệu Liên Sinh nên Triệu Tứ Dược là người nổi tiếng ở xã, nhưng khi thanh danh của vương tử quân càng lúc càng lớn thì hắn chợt cảm thấy uy hiếp. Đồn trường triệu, có gì bận rộn sao? Cánh cửa khép một nửa bị đẩy ra, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình Trương Long Phẩm đi vào, người này chỉ cao mét 6 nhưng có bụng của Phật Di Lặc nhìn qua rất buồn cười. Chủ nhiệm Trương, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Mời anh vào đây, mời ngồi. Triệu tứ dược thấy Trương Long Phẩm thì cũng không dám chậm trễ, cười ha hả đứng lên nói đồn trưởng triệu, tôi thật sự là không có việc không lên điện tam bảo. Vừa rồi Bí Thư Vương nói đến đồn công an yêu cầu hai đồng chí đi theo trợ giúp, chúng tôi sẽ xuống thôn Tiểu Loan, đưa một hộ siêu sinh về. Những chuyện này Triệu Tứ Dược đã làm rất nhiều, nhưng hôm nay nghe Vương Tử Quân phân phó thì trong lòng càng thấy đẻ nén, không biết thế nào mà cơn giận chợt bùng lên. chương 90, thích véo thì cứ véo đi. Anh Trương, lẽ ra anh nói thì Triệu Tứ Dược tôi dù thế nào cũng phải phối hợp, hơn nữa còn có lời của bí thư vương. Nhưng anh nhìn xem, đồn công an còn người nào đâu. Hai ngày trước có hơn 10 thân cây lớn bị chặt ở thôn Trương Gia Chuân, cán bộ lâm nghiệp đã đến lấy hết người trong đồn công an đi rồi, tôi cũng không thể không phái người đi phối hợp được, nếu không để rơi vào trong tay cục công an huyện, chúng tôi lại bị khiển trách vì không chịu phối hợp công tác hành chính. Trương Long phẩm nhìn thấy triệu tứ dược thật sự khó xử, sao không nghĩ rằng đối phương đang cố ý làm khó mình nhưng hắn cũng không tiện mở miệng dù sao lúc này cũng có việc cần cầu người hắn thấy vậy thì nói đồn trưởng triệu việc này thật sự cấp tốc anh nên giúp tôi nghĩ biện pháp không được thật sự không đi được nếu không anh xem còn biện pháp nào không triệu tứ dược ngồi xuống ghế salon hắn lấy ra một phần văn kiện nói anh trương không phải tôi không muốn giúp anh nhưng anh xem cục công an thành phố đã đặc biệt ra văn kiện về công tác kế hoạch hóa gia đình không cho người của chúng tôi dính vào. Chó má, rõ ràng dùng lông gà làm lệnh tiến, đúng là quá mức. Văn kiện này đã phát ra được 2 năm, không phải trong hai năm qua chủ tịch Triệu nhiều lần sai khiến anh, không phải anh cũng hấp tấp chạy đi như chó, cực kỳ tích cực sao? Trương Long phẩm ném văn kiện ra, sau đó nghĩ đến điều gì đó mà hai hàng chân mày chợt nhíu chặt lại, trong lòng thầm sáng như hương. Tên tiểu tử Triệu Tứ dược này không phải gây khó khăn cho mình chính là muốn gây khó cho bí thư vương, vừa rồi nếu mình không nhắc đến bí thư vương, chỉ sợ người này đã phái người đi với mình rồi. Trương Long phẩm thầm kêu khổ, cũng không lập tức ở lại dây dưa, hắn cười cười rời khỏi đồn công an. Cảnh tượng ở thành phố Giang Thị vẫn như trước, vương tử quân quay về thành phố Giang Thị, hắn nhìn qua cảnh buôn bán tấp nập, đầu người chen trúc trong siêu thị, thế là trên mặt lộ ra nụ cười trong ký ức của Vương Tử Quân thì 3 năm sau mới có siêu thị ở Giang Thị, ông chủ là người Quảng Đông. Bây giờ vì hắn ra tay mà sự vật vốn 3 năm sau mới xuất hiện đã nhanh chóng hiện ra trước mặt nhân dân Giang Thị sớm hơn. Những giải lụa đỏ bay phất phơ, những nhân viên mặc trang phục công sở đang liên tục qua lại, cũng không chủ động đến gần khách hàng, đây chính là lý niệm kinh doanh vượt mức thông thường. Trên loa thường phát ra những bài nhạc nhẹ, âm thanh hấp dẫn khách hàng, có người đến mua sắm, cũng có người đến giải trí, đến vì hiếu kỳ. Sao anh không vào trong xem? Một âm thanh trong trẻo và không mấy vui vẻ vang lên sau lưng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân quay đầu thì phát hiện Tần Hồng Cẩm đang bình tĩnh đứng sau lưng mình, nàng ăn mặc rất khéo léo, là một bộ váy màu đỏ, không những cực kỳ quyến rũ mà còn làm cho phong thái thêm yểu điệu, làm cho người nhìn sinh ra cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Vương Tử Quân nhìn vẻ phong độ tự tin trên gương mặt Tần Hồng Cẩm, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị đầu độc, giống như có một bàn tay nhỏ đang gãi, cảm thấy rất ngứa. Đứng bên ngoài có thể bao quát không gian, rất tốt, rất tốt, siêu thị này được mở rất đẹp. Vương tử quân nhìn tần hồng cẩm, hắn cũng không keo kiệt mà nói ra lời kích lệ, coi như thành tâm khẳng định. Hôm nay tần hồng cẩm thật sự nghe không ít những lời khen ngợi như vậy, đám lãnh đạo quận và phường thì càng khen không dứt miệng. Nhưng bây gời nghe được âm thanh khích lệ của vương tử quân, Nàng cảm thấy giống như nhận được sự tưởng thưởng cao quý nhất, cặp mắt sách bừng sáng, gương mặt đỏ bừng mà lại ẩn giấu nụ cười, bộ dạng rất hạnh phúc. Anh đang khen tôi hay là tự khen mình vậy? Tôi mở siêu thị như thế này, không phải đều dựa theo những gì anh nói trước đó sao? Tần Hồng Cẩm nói, bàn tay thon dài lại vươn ra bấm lấy cánh tay của Vương Tử Quân. Nhưng khi những ngón tay của Tần Hồng Cẩm sắp chạm lên người Vương Tử Quân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào siêu thị của hắn làm nàng giật mình lúc này nàng mới chợt nhớ mình về hắn còn chưa đến mức quen thân như thế tần hồng cẩm phẫn nộ rụt tay lại dư quang khóe mắt của vương tử quân đã thu vào tất cả hành động của cô nàng chỉ cảm thấy tâm thần có chút mê say lúc này hắn rất muốn nói cô muốn thì cứ véo cần gì phải thu tay về hai người trầm ngâm một lúc lâu tần hồng cẩm lúc này mới nói sao anh không ký hợp đồng nếu tôi nói cô làm việc khiến tôi yên tâm cô có tin không vương tử quân nhìn gương mặt đã khôi phục lại như thường của tần hồng cẩm hắn khẽ cười nói tần hồng cẩm chợt ngây người trong cặp mắt đẹp trượt bùng lên vài con sóng dao động ánh mắt trong veo làm người ta phải say đắm anh anh không sợ tôi không cho anh bất cứ thứ gì sao tần hồng cẩm trầm ngâm một chút rồi khẽ hỏi vương tử quân dùng ánh mắt như cười như không nhìn vào hai mắt tần hồng cẩm hắn cười hì hì nói sợ rất sợ là khác cứ như vậy là được hai người đừng nói chuyện một lúc ngoài cổng, vương tử quân chợt thấy một nhóm phụ nữ đi về phía bên này, thế là hắn cười nói. Chỗ này của cô rất bận rộn, tôi cũng không tiếp tục gây thêm phiền phức, tôi đi trước. Tần Hồng cầm nhìn vương tử quân tiêu sái bỏ đi mà trong lòng chợt có chú cảm giác trống rỗng, khi thấy hắn bước đi được hơn 10 mét thì nàng hô lên. Vương tử quân, buổi tối còn có một bữa tiệc khánh công, nếu như anh không đến thì chúng tôi sẽ không bắt đầu, sẽ chờ anh. Vương Tử Quân nghe thấy lời mời như vậy thì xoay người lại thật mạnh, đúng lúc thấy Tần Hồng Cẩm đang đi về phía siêu thị, cơ thể giống như một ngọn lửa đỏ, xinh đẹp, rạng rỡ. Nhà đầu này đúng là quỷ tinh linh. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm nhanh chóng khuất dạng trong đám người, hắn thầm lẩm bẩm. Lần này Vương Tử Quân vội vàng quay về Giang thị, đến bây giờ còn chưa kịp về nhà, thế là hắn thuận tay bắt xe chạy về nhà. Vương Tử Quân đi vào trong khuôn viên trường đại học cảm thấy không gian như được rửa sạch, rất yên tĩnh. Vì lúc này là cuối tuần nên sân trường cũng không có bao nhiêu đệ tử, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng. Tâm tình của Vương Tử Quân lúc này cũng rất tĩnh lặng và trong trẻo, hắn thích sân trường này, nó có thể mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Một ngọn gió mát thổi đến, tất cả các cảm giác bất bình, bực bội và mệt mỏi đến từ xã Tây Hà Tử chợt giống như biến mất, thậm chí lúc này hắn còn chưa phát hiện ra mình đang say mê bầu không khí thế này vương tử quân cũng không phát hiện mình đã đi về đến nhà hắn khẽ gõ cửa chính hắn có mang chìa khóa nhưng không chịu tự mình mở ra hắn thích có người ra mở cửa cho mình như vậy cảm thấy ấm áp tình thân vương tử quân gõ cửa vài cái mà không có động tính gì hắn có hơi nhíu mày trước kia mẹ sẽ ra mở cửa ngay lúc này làm sao vậy chẳng lẽ không có ở nhà thư ký trưởng vương không có ở nhà một âm thanh bất đắc dĩ từ trong nhà truyền ra sau đó cửa mở ra một gương mặt bất đắc dĩ xuất hiện vương tử quân thấy vẻ mặt mình như vậy thì sao không hiểu có chuyện gì xảy ra được nhưng hắn cười hì hì rồi nói đùa tôi không tìm thư ký trưởng vương tôi đến tìm bố mình thì ra là con con cũng là xuất quỷ nhập thần quay về cũng không gọi điện thoại báo trước thấy con trai quay về thì gương mặt bất đắc dĩ của triệu tuyết hoa biến thành vui vẻ trong miệng không ngừng nói từ khi bố của con lên làm quan mẹ đã biến thành thư ký trong cuộc sống của ông ấy ba ngày thì có hai người đến thăm hỏi làm cho người ta không được yên tĩnh vương tử quân biết tính cách của mẹ mình mẹ nói thì mình nghe là được hắn khẽ nằm xuống ghế sa lông rồi hỏi mẹ đồng chí thư ký trưởng bận rộn lắm sao ngay cả cuối tuần cũng không về nhà à cũng không phải ôi bây giờ sớm đi tối về đêm còn phải làm thêm mẹ thấy bố con làm quan cũng không thanh thản bằng đi đường học vấn bây giờ già rồi lại bán mình cho chính quyền triệu tuyết hoa nói sau đó dùng giọng quan tâm hỏi con ăn cơm chưa còn chưa ăn con rất muốn được ăn món mì của mẹ được rồi chờ một lát mẹ sẽ làm ngay triệu tuyết hoa mừng rỡ đi vào bếp quả nhiên đúng như những gì vương tử quân suy nghĩ trước đó về nhà vẫn là tốt hơn cả vương tử quân thấy toàn thân buông lỏng hắn duỗi lưng một cảm giác lười biếng bùng lên trong lòng cốc cốc khi bí thư Vương đang thoải mái mơ màng thì tiếng gõ cửa vang lên, nghe thấy tiếng gõ cửa thì Vương Tử Quân nhíu mày, nhưng hắn vẫn đứng lên đi ra mở cửa. "Xin hỏi thư ký trưởng Vương có ở nhà không?" Một người đàn ông trung niên hơn 40 với tư thế rất oai hùng, hắn nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân thấy từ trên người đàn ông này tìm được một loại cảm giác, là cảm giác về quan vị. Dù hắn không biết chức vụ của đối phương, nhưng hắn dựa vào trực giác của mình mà cho ra phán đoán, đây là một người trong thể chế. Chương 91: Theo đuổi cũng cần sức khỏe. Bố của tôi không có nhà. Vương Tử Quân mở cửa dùng giọng lễ phép nói. Trên mặt người đàn ông trung niên chợt có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn lại cười nói. Cậu là công tử của ngài thư ký trưởng sao? Đúng là tướng mạo đường đường, phong thái hiên ngang. Vương Tử Quân biết rõ người đến có tâm ý gì thế cho nên vương tử quân cũng không có ý muốn đuổi đi, đành phải mời người đàn ông trung niên kia vào nhà. Triệu tuyết hoa thấy có động tính thì từ phòng bếp đi ra xem xét, thấy có khách thì bà khẽ cười chào hỏi, sau đó lại xuống bếp bận rộn. Vương tử quân thấy người đàn ông trung niên tiện tay để túi rượu sang bên cạnh, thế là hắn cũng không hỏi thêm điều gì mà nhiệt tình pha trà rót nước bắt chuyện với đối phương. Trong lúc nói chuyện thì hắn mới biết người này là phó cục trưởng cục công an thành phố Giang Thị, tên là Trương Tùng Niên, năm xưa là bạn thời trung học của bố mình nhưng cũng không cùng lớp vương tử quân cảm thấy người trong nước chắp nối quan hệ với nhau như mạng nhiệt mặc kệ người đến có tâm tư gì nhưng có thể kết luận đây là muốn dựa vào bố mình thế nên hắn dứt khoát không nói hai lời trực tiếp thu túi rượu của đối phương tất nhiên hắn cũng nhiệt tình đối đãi với đối phương chỉ sau chốc lát thì đã đổi cách xưng hô thành chú trương trương tùng niên lúc đầu thấy thư ký trưởng vương không có ở nhà thì có chút thất vọng nhưng sau khi ngồi xuống trò chuyện với Vương Tử Quân, cảm thấy mình may mắn không bỏ đi. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân nghiêm trang nói hắn ghi lại số điện thoại và số máy nhắn tin, đợi bố về sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin trả lời, điều này càng làm hắn sinh ra hảo cảm. Trương Tùng Niên thấy Vương Tử Quân tiếp nhận lễ vật với bộ dạng nho nhã lễ độ, rất cẩn thận, cũng rất trật tự rõ ràng, trong lòng hắn thầm cảm thán, dù là thiên phú hay là thói quen mưa dầm thấm đất cũng được, thế nào thì cậu thanh niên trước mặt cũng không đơn giản sau khi hắn cảm khái một lúc lâu thì cũng muốn nói lời cáo từ. Lúc này mẹ vương tử quân từ trong nhà bếp đi ra, thấy thuốc rượu trên bàn trà thì có chút khó xử. Chị gái, nếu thư ký trưởng không có ở nhà, tôi sẽ hẹn hôm khác tiếp tục đến thăm hỏi. Trương Tùng Niên cũng là người thành tinh, sao không thấy vẻ khó xử của phu nhân thư ký trưởng. Hắn đến đây để chấp nối quan hệ, tất nhiên sẽ không đưa những thứ kia về, thế là cười ha hả muốn cáo từ. Vương tử quân nhìn ra vẻ khó xử trên mặt mẹ mình thì cười nhạt một tiếng nói. Chú Trương, cháu tiến chú. Vương tử quân vừa nói vừa thuận tay lấy từ trong ngăn kéo dưới bàn trà ra một hộp trà rồi nói. Chú Trương, đây là trà long tỉnh bố cháu nhờ người mua từ Tây Hồ, chú mang về dùng thử, dù sao cháu cũng không tinh thông thứ này, chỉ nghe thư ký trưởng nói hương vị không tệ. Trương Tùng Niên nghe thấy vương tử quân nói như vậy thì cũng không phải loại người nói nhiều, hắn tiếp nhận hộp trà rồi nhanh chóng nói. Chú cũng không khách khí, tử quân, nếu có cơ hội cứ đến tìm chú. Sau khi tiến chân Trương Tùng Niên thì mẹ đã dọn mì lên, Trương Tùng Niên đưa đến hai chai rượu mau đài cùng một cây thuốc lá A Thi, giá trị xa xỉ. Bố con đã sớm dặn dò, quản tay mình, quản miệng người, tay rối ra quá dài sẽ bị đánh, ai bảo con nhận đồ của người ta. Sau khi xem xét giá trị của những món đồ mà đối phương đưa đến, triệu tuyết hoa lên tiếng trách móc con trai. Vương tử quân lúc này đang chờ được ăn, đây là món mì hành mà hắn thích, trước nay cũng phải lúc nào cũng đòi mẹ nấu. Hắn thích ăn món mì này vì hương vị độc nhất vô nhị của nó. Có một lần vương tử quân hào hứng chạy vào bếp xem mẹ làm thế nào, lúc đầu là xào gừng tỏi thì là, đến khi có mùi thơm lựng thì lấy ra, đợi đến khi dầu nguội thì bỏ hành đã cắt sẵn vào, xào đến khi nó có màu vàng, sau đó thêm nước dùng, cà rốt, cuối cùng mới bỏ mì vào, thật ra cũng tốn nhiều công phu. Mẹ bưng mì ra, Vương Tử Quân cũng không thể chờ được mà ăn ngay, nóng đến mức liên tục suýt xoa. Triệu Tuyết Hoa nhìn con trai ăn như sói như hổ mà giả vờ đánh cho một cái, trong miệng lại oán trách. Con vài ngày không ăn rồi sao? Bình thường cũng bận rộn như bố vậy à? Vương Tử Quân vừa ăn mì vừa dùng giọng khoe khoang nói. Mẹ, con của mẹ tất nhiên sẽ có phương pháp công tác riêng. Chủ tịch Mao trước kia có nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, con của mẹ sao có thể để bụng nhịn đói cho được. Nước quá trong không có cá, người đến nhìn chằm chằm thì không có tương lai, bố không thu lễ vật rõ ràng xuất phát điểm là tốt, nhưng nếu người ta đưa đến thuốc và rượu, lại bắt người ta đưa về thì bảo người ta đặt mặt vào đâu. Bố mẹ phải học cách biến hóa một chút, giống như con vậy, tặng con hai chai rượu thì con tặng lại một hộp trà, anh ấy không thiệt thòi mà còn có mặt mũi, như vậy không tốt sao? Con đúng là, xem con nói kìa, cũng biết dạy bảo cả mẹ mình, xem ra lông cánh đã cứng lắm rồi. Vương tử quân chợt nhớ ra vấn đề, bố mình thích uống trà long tỉnh, hắn đã lấy hộp trà tặng cho người ta, đây chính là thứ mà bố mất cả tháng lương mới mua được, không biết bố sẽ đau lòng thế nào nữa. Hi hi, con nghe nói chú ấy là bạn học của bố nên mới như vậy. Mẹ này, sau này nếu có người đến tặng quà, mẹ chỉ cần cho người ta vài món gì đó đưa về là được. Vương tử quân nói rồi chỉ vào chai mao đài. Ví dụ như tặng lại người ta thứ này. Con với trả cái, đúng là thứ gì cũng nghĩ ra được. Triệu tuyết hoa có chút trầm ngâm, sau đó thấy con nói rất hay, cuối cùng khẽ cười mắng. Vương tử quân ăn mì xong thì cùng mẹ hàn huyên một lát, sau đó hắn cầm lấy chai mao đài của Trương Tùng Niên rồi nói. Mẹ, con đi hối lộ ông nội, giữa trưa con sẽ ăn cơm ở nhà ông. Khi thấy con trai muốn đến thăm ông thì Triệu Tuyết Hoa cũng không phản đối, chỉ là dặn dò hắn đến tối về dùng cơm. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi đạp xe ra khỏi nhà, lúc này là cuối thu, thời tiết bắt đầu giảm xuống. Sau nửa năm nóng bức thì bây giờ cái lạnh cuối thu không làm cho người ta sinh ra cảm giác hiu quạch, thậm chí còn có chút thoải mái và thích thú. Vương Tử Quân thật sự khó có được khoảng thời gian thanh nhàn đạp xe chạy quanh trường đại học, nhưng chạy qua dòng suối róc rách hoa nở bướm bay, gió khẽ thổi bay lá vàng, trong lòng thật sự thoải mái khó tả. Hắn còn chưa chạy được rất xa thì thấy một hình bóng quen thuộc, là Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc áo thun vàng, bên dưới là quần jean màu xanh, bộ dạng rất tự nhiên tươi tắn. Nàng cũng chạy một chiếc xe đạp, tóc đuôi ngựa tung bay, một luồng khí thức thiếu nữ thanh xuân đập thẳng vào mặt. Dù là cuối thu sảng khoái tinh thần nhưng vương tử quân vì ra sức đạp xe mà toàn thân cũng bùng ra mồ hôi nóng, Tốc độ của Lâm Dĩnh Nhi cũng không chậm, hắn chạy theo cả nửa con phố mà vẫn không kịp. Hắn nhìn mái tóc đuôi ngựa đang tung bay phía trước mà thầm nghĩ, theo đuổi các cô gái thật sự cũng cần phải có thể lực. Chương 92: Cứu người gánh phiền. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị tăng thêm chút sức thì đột nhiên thấy phía trước có một đám người đứng vây quanh, Lâm Dĩnh Nhi cũng nhảy xuống xe đạp. Người đứng khá đông, giống như có hơn một nửa người ở thành phố Giang Thị đang chen chúc ở chỗ này. Vương tử quân nhìn qua đám người thấy một ông bà cụ tóc bạc đang nằm rên rỉ trên mặt đất, thức ăn vừa mua bỏ trong giỏ rơi đầy đất. Đám người vây quanh chấn ních, ai cũng lên tiếng nghị luận ồn ào nhưng không kẻ nào đứng ra nâng bà lão dậy. Lâm Dĩnh Nhi dừng xe đạp ở một bên, nàng lách vào trong đám người, vừa muốn nâng ông lão lên, chợt nghe đám người đồng thanh nhắc nhở. Cô nương, đừng nên động vào, đợi 120 cứu thương đến rồi nói. Đúng vậy, những năm nay người lương thiện thường bị ức hiếp, cũng đừng động vào bà cụ để rồi vạ lây. Đám người vây quanh bắt đầu phát ra những âm thanh bất đồng, điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi đang đi đến bên cạnh bà lão có chút do so dự, nàng lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh, sau đó chụp một tấm. Sau khi chụp xong thì Lâm Dĩnh Nhi khẽ cười với bốn phía, nàng lại nói. Các chú các gì, cháu đã chụp hình hiện trường, bà cụ bị ngã không nhẹ, chúng ta đưa bà ấy đến bệnh viện thôi đám người vây chung quanh có chút sao động nhưng cũng không có ai chịu đứng ra giúp một tay lâm dĩnh nhi cảm thấy thất vọng không nói nên lời nàng khẽ thở ra một hơi sau đó cho ra quyết định được ăn cả ngã về không làm việc nghĩa không lùi bước nàng đi về phía bà lão nàng không thể trơ mắt nhìn bà lão nằm dưới đất cũng không thể làm như không thấy vương tử quân nhìn gương mặt thất lạc của lâm dĩnh nhi thế là hắn cười hì hì nói bạn lâm dĩnh nhi lòng nhân ái thật sự vô giá Lâm Dĩnh Nhi nghe thấy có người gọi mình thì càng hoảng sợ, nàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Tử Quân đang đứng cách đó không xa, hắn đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười thanh thoát. Cảm giác bức bối vừa rồi chợt biến mất, nàng cảm thấy giống như gió đến thổi tan mây đen, cảm nhận được những luồng gió thổi qua mát rượi. Vương Lâm Dĩnh Nhi thật sự khác khi bộ dạng của Vương Tử Quân, vì nàng chưa từng thấy bố mình tiếp đãi một người khách như vậy bao giờ, mọi người đến đều nói những lời khách sáo, chỉ có người này làm cho nàng cảm thấy bản tính, đó là thẳng thắn thoải mái. Đồng thời tốc độ nấu nướng của hắn cũng thật sự làm cho nàng giật mình, hôm đó thật sự là bữa cơm nàng ăn được nhiều nhất. Tên của tôi là Vương Tử Quân, nhớ kỹ chưa? Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi, sau đó hắn khẽ nói, âm thanh giống như thì thầm. Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy có chút khó xử, Vương Tử Quân giả vờ như không phát hiện ra. Hắn cẩn thận đánh giá tình hình của bà cụ, tuy trên mặt có máu bầm nhưng quan trọng nhất là không biết bị thương chỗ nào đi thôi có chiếc máy ảnh của lâm dĩnh nhi thì vương tử quân cũng thiếu đi vài phần lo lắng đối với những chuyện sẽ phát sinh sau này hắn khe ôm bà lão lên chạy đến bệnh viện nhân dân giang thì cách đó vài trăm mét lâm dĩnh nhi xách cặp của mình và chiếc túi của vương tử quân lại khóa xe đạp ở lối đi bộ sau đó đuổi theo vương tử quân đến bệnh viện giống như một làn gió thổi qua đám người đứng lại xem náo nhiệt bên đường đã tản đi nhanh chóng, bọn họ tuy không muốn chọc vào phiền toái, thế nhưng cũng thật sự tán thưởng hành vi cứu người của hai cô cậu thanh niên vừa rồi. Sau khi vào phòng cấp cứu của bệnh viện, một vị bác sĩ trung niên cao gầy đến làm những xử lý đơn giản cho bà cụ, sau đó lên tiếng phê bình với Vương Tử Quân. Vợ chồng anh chị làm ăn thế nào vậy? Ngay cả chuyện bảo hộ cơ bản cũng không biết, người già xương cốt giòn, chỉ cần ngã xuống là có thể gãy xương, cậu không biết gọi cho 120 sao. Đi xe ngoài tuy tiết kiệm chút tiền, nhưng nếu xương cốt có vấn đề, như vậy phiền toái không phải là của các người à. Bác sĩ phê bình vương tử quân và Lâm Dĩnh Nhi, điều này làm cho gương mặt của Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ ửng nàng vừa định mở miệng đính chính bác sĩ lại tiếp tục nói. Đi đến văn phòng đóng tiền thế chấp, một ngàn. Một ngàn. Lâm Dĩnh Nhi tiếp nhận tờ phiếu mà tỏ ra khó xử. Bác sĩ, tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, anh có thể cho bà cụ nằm viện, chờ đến khi người nhà đến thì để bọn họ đóng tiền thế chấp được không? Ủa, vậy các người không phải là gia thuộc của bà ấy sao? Người đàn ông trung niên chợt có chút chần chừ, sau đó nói tiếp. Vậy các người có quan hệ gì với bà ấy? Chúng tôi đi trên đường thấy bà cụ té trên mặt đất, thế cho nên mới đưa bà cụ đến bệnh viện. Vương tử quân nhìn gương mặt nghi ngờ của bác sĩ, hắn tranh thủ thời gian giải thích. Nói như vậy là các anh chị đã làm chuyện tốt, vậy các anh xem bà cụ có mang theo máy nhắn tin hay có thông tin gì không để liên lạc với gia đình. Viên bác sĩ kia giống như đã rất quen với tình huống này, thế là nhanh chóng cho ra sắp xếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bác sĩ, tìm được một số điện thoại trên người bà cụ, viên bác sĩ dùng điện thoại của văn phòng gọi điện thoại đi, đầu dây bên kia nghe được tin tức thì nhanh chóng chạy đến sau khi xác định bà cụ không có vấn đề thì lâm dĩnh nhi nhìn thoáng qua vương tử quân sau đó nói với bác sĩ bác sĩ dù sao chút nữa người nhà của bà cụ sẽ đến chúng tôi đi trước viên bác sĩ nhìn bộ dạng xinh đẹp của lâm dĩnh nhi sau đó có chút trầm ngâm dù hắn rất tín nhiệm cô gái nhưng cũng không muốn để cho cô gái đi nếu lỡ may phán đoán của mình là thật như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cô gái hay là cô chờ một chút đợi đến khi người thân đến rồi hãy đi Lâm Dĩnh Nhi chợt ngây người, nàng làm việc tốt sao có thể bị coi như là kẻ hiểm nghi. Nàng vừa nghe được lời của viên bác sĩ thì gương mặt trầm xuống. Vương Tử Quân có ý nghĩ khác biệt với Lâm Dĩnh Nhi, hắn đứng bên cạnh đã thấy tất cả, trong lòng thầm hiểu vì sao viên bác sĩ lại nói như vậy. Vương Tử Quân nghĩ đến những chuyện đăng trên báo trước kia mà thầm cười lạnh, hắn cũng không biết lần này mình và Lâm Dĩnh Nhi làm chuyện tốt sẽ xuất hiện tình huống gì khác. Lâm Dĩnh Nhi vừa định mở miệng thì Vương Tử Quân đã khẽ cười nói: "Dĩnh Nhi, cũng chỉ là mất chút thời gian, dù sao người nhà của bà cụ sẽ đến ngay, chúng ta để sau hãy nói vậy." Bà cụ nằm trên giường cũng đã dần tỉnh lại, lúc này âm thanh có hơi nhỏ, nhưng Lâm Dĩnh Nhi nhìn qua và hiểu, bà cụ đang nói lời cảm tạ mình. ầm. Um, khi Lâm Dĩnh Nhi đang an ủi bà cụ thì cánh cửa đã bị người ta đạp mạnh một cái rồi mở ra. Chương 93: Tú Tài gặp Quan Binh hai người đàn ông hơn 30 tuổi xông vào, sau lưng còn có ba người phụ nữ với độ tuổi tương đồng. Mẹ, mẹ của tôi thế nào rồi? Một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát thấy bà cụ đang nằm trên giường thì chất vấn bác sĩ, trong giọng nói có chút hồn hền. Gã bác sĩ trượt cau mày, hắn chậm rãi nói. Đồng chí, nơi này là bệnh viện, cũng không phải nơi anh hỏi cung phạm nhân. Bà cụ đã qua thời điểm nguy hiểm, các người nhanh chóng giao nộp viện phí đi viên bác sĩ vừa nói vừa đưa hóa đơn đến. Tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát nhìn vào hóa đơn mà gương mặt chợt biến đổi, lúc này vẻ mặt người đàn ông ở bên cạnh hắn cũng trở nên khó coi, hắn chỉ tay vào vương tử quân rồi mắng lớn. Con bà mày, mày tông phải mẹ tao, còn đứng đó giả vờ như không có chuyện gì nữa sao? Mau giao tiền ra. Tên đàn ông vừa mở miệng không sạch sẽ để mắng người, bàn tay cũng vung mạnh về phía vương tử quân. Khi thấy tên kia không nói thêm lời nào mà tiến lên đánh đấm, Vương Tử Quân có chút căm tức, hắn tránh qua nắm đấm của đối phương, sau đó tức giận quát lên. Mẹ anh đang đi thì ngã, chúng tôi có hảo tâm giúp đỡ, bây giờ lại biến thành kẻ ác rồi sao? Anh không nói lời cảm tạ thì tôi, còn ra tay đánh người, anh có lương tâm nữa không? Tên đàn ông thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì có hơi dừng tay lại, nhưng ngay sau đó ba người phụ nữ ở sau lưng lại xông lên cậu nói mẹ tôi tự ngã xuống sao? Hay là mẹ tôi ngã xuống và các người không kịp chạy trốn? Hừ, tôi thấy mẹ mình là bị các người tông phải, nếu như không phải như vậy, cớ sao các người lại đưa mẹ tôi đến bệnh viện? Bày đặt làm việc tốt sao? Hừ, đừng dở trò lừa gạt, có quỷ mới tin. Ba người phụ nữ thật sự là những kẻ tranh chua, bọn họ thi nhau mở miệng châm chọc và khiêu khích, điều này làm cho gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Dĩnh Nhi đỏ bừng vì tức giận. Nàng là con gái bảo bối của bí thư tỉnh ủy, nàng đã bao giờ chịu qua uất ức như vậy chứ? Nàng tuy thông minh nhưng đối mặt với ba người phụ nữ không chịu nói lý thì cũng sinh ra cảm giác bát lực giống như tú tài gặp phải quan binh. Nếu so sánh với Lâm Dĩnh Nhi thì Vương Tử Quân cảm thấy có chút bi ai, hắn không biết cục diện thế này vốn là do nhân tính suy đổi hay đạo đức suy đổi. Xử lý những chuyện thế này thật sự không khó, nhưng kết quả lại làm cho lòng người cảm thấy khó chịu. Chúng tôi không tông vào bà cụ, Chỗ này của chúng tôi còn có chứng cứ, chúng tôi có chụp ảnh lại." Lâm Dĩnh Nhi nở nụ cười nói. Hai chữ chụp ảnh vừa nói ra khỏi miệng thì ba người phụ nữ chợt yên lặng, tên cảnh sát ở bên cạnh cũng hạ tay xuống. "Có chứng cứ sao? Lấy ra đây xem." Tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát nói với Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của viên cảnh sát mà trong lòng khẽ động, nhưng hắn căn bản cũng không ngăn cản, Lâm Dĩnh Nhi thì vung với chiếc máy ảnh trong tay cho đối phương xem. Tên đàn ông kia thấy Lâm Dĩnh Nhi có cầm máy ảnh, cũng không nói hai lời mà cướp lấy chiếc máy ảnh, sau đó lấy phim ra. Lâm Dĩnh Nhi chuẩn bị rửa tấm ảnh mình đã chụp cho cảnh sát xem, không ngờ đối phương lại lấy cả cuộn phim ra, thế là nàng không khỏi nói. Anh muốn làm gì, lấy phim ra ngoài sáng thì không rửa được nữa. Nhưng đáng tiếc là viên cảnh sát căn bản không quan tâm đến câu nói của Lâm Dĩnh Nhi, hắn tiện tay đưa cuộn phim cho đứa em của mình. Nhị đệ, cậu tinh mắt cậu xem thử, tôi không nhìn rõ được. Người đàn ông kia nhanh chóng tiếp nhận cuộn phim, sau đó ngửa đầu nhìn, lại mắng lớn. Con bà nó, chẳng có cái quái gì, một cuốn phim trống mà chúng mày dám lấy ra hù ông sao. Trong lúc nói chuyện thì tên đàn ông lấy ra một cái bật lửa, một tiếng xoẹt vang lên, ngọn lửa đã bùng lên trong tay. Các anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh thân là cảnh sát mà dám hủy diệt chứng cứ, đó là hành vi phạm pháp. Lâm Dĩnh nhi tức đến mức gương mặt đỏ bừng, không biết vì căng thẳng hay tức giận mà bộ ngực phập phồng dữ dội. Nhưng câu nói nghiêm khắc của Lâm Dĩnh nhi căn bản không có tác dụng gì với tên đàn ông cảnh sát kia, hắn chỉ cười lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Tên nhị đệ thì lại cười ha hả. "Tiểu nha đầu, có biết cái gì gọi là phạm pháp không? Tôi nói cho cô biết, tông phải mẹ tôi mà không thừa nhận, vậy thì cứ chờ đó, nếu mẹ tôi có phát sinh chuyện không hay, trách nhiệm này các người chịu nổi sao?" đúng là khốn kiếp lớn lên trắng trẻo như vậy không ngờ trái tim lại đen tối như thế mẹ chồng tôi nằm ở đây cô và tình nhân một là bồi thường tiền giải quyết chuyện này hai là báo cảnh sát để bọn họ đến trừng trị các người tôi nói cho các người biết nếu không đền bù thì đừng hoàng thoát được người phụ nữ này rõ ràng là con dâu của bà lão những gì vừa xảy ra như thêm mắm dặm muối tình huống càng thêm trầm trọng nàng nhảy lên lồng lộn nước miếng văng tung tóe âm thanh giống như kêu gào Lâm Dĩnh Nhi nào đã từng chịu uất ức như vậy, thế cho nên nước mắt chợt vòng quanh. Này, các con đừng, đừng làm rộn lên như vậy, chuyện này. Bà cụ nằm trên giường dùng giọng mất hết sức lực nói, nhìn qua thì thấy rất yếu ớt. Nhưng bà cụ còn chưa nói xong thì người phụ nữ kia đã chạy đến nói. Mẹ, con thấy mẹ bị người ta húc phải mà hồ đồ rồi, con cũng chỉ có chút tiền lương ít ỏi, mẹ cũng đừng làm loạn như vậy. Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ ngoặt cùi trở ra ngoài, cũng đừng trách con không hiếu thuận. Viên cảnh sát kia nhìn thoáng qua Lâm Dĩnh Nhi và Vương Tử Quân, sau đó hắn trầm giọng nói. Các người đụng phải mẹ tôi, mặc kệ các người nói thế nào, các người đều sai. Bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn, một là bồi thường cho chúng tôi một ngàn đồng, hoặc là theo tôi về đồn, giam giữ vài ngày. Viên cảnh sát thấy dù là Vương Tử Quân hay Lâm Dĩnh Nhi thì cũng đều là hai thanh niên non nớt, đối phó với hai người thế này cũng không có gì là nhọc lòng. Phương Tử Quân nãy giờ luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thấy viên cảnh sát có tố chất như vậy thì thầm cảm thấy bực bội. Hắn cười lạnh nói: "Trong thành phố Giang Thị này các ban ngành công kiểm pháp là rất nhiều, anh nghĩ mình có thể một tay che trời sao?" "Hi hi, một tay che trời thì không được, nhưng muốn chơi hai đứa chúng mày thì dễ như trở bàn tay." Tên cảnh sát kia lạnh mặt dùng giọng kiêu ngạo nói: "Đại ca, anh dây dưa với bọn họ làm gì? Đừng nói nhiều." tranh thủ thời gian đưa hai đứa này về đồn, cho chúng nó biết tay. Người đàn ông còn lại chợt nhảy dựng lên rồi quát lên với hai người Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi siết chặt nắm đấm, cặp mắt trong trẻo giống như bùng lửa, nàng đang định lên tiếng tranh chấp thì đã bị Vương Tử Quân chụp lấy tay. "Được, các người đã như vậy thì tôi xem như gặp chuyện không may, coi như ném tiền cho các người." "Anh không thể làm như vậy, như vậy càng làm cho bọn họ thêm hống hách." Lâm Dĩnh Nhi nghiêng đầu cản lời Vương Tử Quân. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Lâm Dĩnh Nhi, Vương Tử Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn cười nhạt nói. Không có gì, anh biết mình làm gì. chương 94, nhấc đá đập vào chân mình. Lâm Dĩnh Nhi sao đối mặt với ánh mắt kiên định của Vương Tử Quân, trong lòng chợt cảm thấy tín tín nhiệm. Ngay cả vừa rồi hắn giữ lấy bàn tay của mình, nàng cũng không cảm thấy chán ghét. Tôi gọi điện thoại, một ngàn đồng cũng không phải số tiền nhỏ, tôi cũng không mang theo nhiều như vậy. vương tử quân nói. sau đó hắn đi về phía chiếc điện thoại. hắn đã nhớ số điện thoại trước đó mình ghi lại. thế cho nên nhấc máy lên là gọi đi ngay. tranh chấp cuối cùng cũng gián đoạn. lúc này đám người nam nam nữ kia có bộ dạng chiến thắng. bọn họ ngồi ở hàng ghế trong hành lang bệnh viện. hoàn toàn không quan tâm đến người mẹ đang nằm trên giường. lâm dĩnh nhi thấy thế thì thật sự không đành lòng. nàng tiến lên dùng giọng dịu dàng an ủi bà cụ. Vương Tử Quân khẽ đưa mắt nhìn, cảm thấy lòng nhân ái của cô bé kia thật sự rất đáng quý. Thật sự là một cô gái khôn khéo và có lòng nhân ái, Vương Tử Quân thầm cảm thấy cảm khái. Trong lòng chợt bùng lên cảm giác muốn bảo vệ cho cô gái lương thiện kia, không muốn cho nàng phải chịu tổn thương. Anh, một ngàn có phải có hơi ít không? Một người phụ nữ đưa mắt nhìn Lâm Dĩnh Nhi rồi khẽ nói. Người phụ nữ này vừa mở miệng thì tên nhị đệ cũng chật lưỡi nói. Đại ca, huệ linh nói đúng chúng ta ra giá quá thấp mẹ bây giờ nếu có di chứng thì không phải phiền toái sao theo tôi thấy ít nhất cũng là hai ngàn tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn thoáng qua vương tử quân và lâm dĩnh nhi hắn cũng không nói gì mà ánh mắt chợt lóe lên tút 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 điện thoại vang lên vương tử quân cầm lấy ống nghe chợt nghe thấy bên trong vang lên một âm thanh nhiệt tình tử quân à chú trương đây chào chú trương vương tử quân khẽ cười nói có phải thư ký trưởng đã về rồi không? Trương Tùng Niên tuy đã vào độ tuổi trung niên nhưng đối với sự kiện có thể được gặp thư ký trưởng Vương thì cũng không giữ được bình tĩnh. Không, chú Trương, cháu có xảy ra chút chuyện, muốn nhờ chú giúp một tay, cháu đang ở ngoài văn phòng của Bệnh viện Nhân dân Giang Thị. Trương Tùng Niên vừa nghe nói Vương Tử Quân đang ở bệnh viện thì cất lời. Tử Quân đừng lo, chú sẽ sang ngay, cháu chờ một chút. Sau đó điện thoại đã cúp. Từ lúc đến thăm hỏi thì Trương Tùng Niên đã thấy cậu thanh niên kia không đơn giản, thế cho nên càng có tâm tư kết giao. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động gọi điện thoại tìm gặp, đây chẳng phải là cơ hội đến với hắn sao? Trương Tùng Nhiên thấy quan hệ cần phải kinh doanh, hắn đã nhiều năm không gặp thư ký trưởng Vương, hơn nữa cũng không phải bạn cùng lớp, nếu như muốn tiến vào vòng quan hệ của Vương ra, không trả giá là không được. Mà bây giờ Vương Tử Quân chủ động tìm mình, điều này làm cho tinh thần của Trương Tùng Niên chợt tỏa sáng. Trương Nguyên tể thầm vui sướng, hắn cũng không trần chừ, nhanh chóng gọi điện thoại cho lái xe chuẩn bị xe, sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc, đến phòng tài vụ. Cậu thanh niên, tôi thấy thái độ của các người khá tốt, tiền chữa bệnh cho mẹ tôi là một ngàn, nhưng tôi cần phải nói rõ, mẹ của tôi nằm viện cũng cần có hộ lý chăm sóc, cần phải trả tiền công, các người cũng cần phải biết điều một chút. Tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tỏ ra vinh váo tự đắc, hắn lên tiếng. Vương tử quân đã có sắp xếp, hắn cũng không muốn so đo với đối phương, sau khi nghe đối phương nói xong thì gật đầu. Được, tốt, vậy thì người nhà các người đến, như vậy bỏ ra 2.000 đồng, chúng tôi cũng không muốn nhiều hơn. Tên cảnh sát mở miệng lật lọng thật sự là dở trò tống tiền, điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi tức đến mức sao phát run, thầm nghĩ đây là loại người gì vậy. Còn nữa, nếu mẹ tôi có di chứng, như vậy chúng tôi cũng cần có tiền tên cảnh sát thấy vương tử quân mềm yếu dễ ức hiếp thì càng tỏ ra lòng tham vô đáy ừ được vương tử quân cười điềm nhiên như không bộ dạng không thèm quan tâm giống như tiền đối với mình giống như lá cây mà thôi đám người thấy vương tử quân sảng khoái đồng ý thì không khỏi tỏ ra vui sướng thì ra mình gặp phải loại ngốc nghếch hi hi nhìn tên này thật sự là dạng chó hình người không ngờ lại là loại không có óc tên đàn ông nhị đệ cảm thấy nghi ngờ hắn nhìn chằm chầm vào vương tử quân một lúc lâu, sau đó cảnh cáo. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thành thật, cẩn thận ông phế mày. Tên đàn ông này còn chưa dứt lời thì thấy có một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tiến vào đại sảnh. Người đến là Trương Tùng Niên, hắn nhận từ phòng tài vụ hai chục ngàn, sau đó leo lên xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Sau khi vào cửa thì đúng lúc thấy tên đàn ông kia đang dùng giọng lỗ mã nguy hiếp Vương Tử Quân anh cút sang một bên cho tôi. Khi thấy vương tử quân bị người ta uy hiếp trên địa bàn của mình, Trương Tùng Niên thật sự không khỏi cảm thấy có chút căm tức, sau đó hắn chỉ về phía tên đàn ông nhị để kia rồi quát lên nghiêm nghị. Tên đàn ông kia thấy có một cảnh sát đi đến thì không khỏi thầm run lên, nhưng hắn nghĩ rằng anh mình cũng là cảnh sát, sắp là đồn trưởng đồn công an, thế nên nhanh chóng đứng thẳng người lên. Mày nói ai vậy? Nói gì mà thối thế? Không đợi tên đàn ông nói xong thì đã bị ăn một tát, hắn tức giận quay đầu chợt ngây người phát hiện người đánh chính là anh mình tên đàn ông nhị đệ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người anh mở miệng khiển trách trước mặt cục trưởng trương nào có chỗ cho cậu lên tiếng cút sang một bên cho tôi sau khi nghe nói đến ba chữ cục trưởng trương thì tên đàn ông nhị đệ kia nhanh chóng câm mồm dù không biết đối phương có cấp bậc gì nhưng cũng hiểu rõ một vấn đề chỉ cần anh mình tỏ ra cung kính thì tên kia rõ ràng là quan lớn nếu so sánh với nhị đệ thì tên đàn ông cảnh sát càng tỏ ra bất an hơn hắn biết vị cục trưởng cục công an thành phố kia không ngờ tiểu tử kia lại gọi một vị ôn thần như vậy đi đến đây chỉ sợ lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo đúng lúc hắn run rẩy chuẩn bị mở miệng thì đã thấy trương tùng niên chạy đến bên cạnh vương tử quân nói tử quân không sao chứ chú trương những năm nay thói đời thiếu nhân tâm vô đạo đức làm người tốt cũng không được cháu và Dĩnh Nhi gặp một bà cụ bị ngã ngoài đường, tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, sau đó lại bị người ta ép phải bỏ ra 2.000 đồng. Chú Trương, cũng là cảnh sát các chú lợi hại, vì đề phòng cháu và Dĩnh Nhi đã chuẩn bị chứng cứ, không ngờ bọn họ cũng tiêu hủy luôn. Vương Tử Quân nói rồi đưa một điếu thuốc đến cho Trương Tùng Niên, bộ dạng tùy ý thản nhiên. Trương Tùng Niên lập tức trầm mặt xuống, hắn đang cố gắng kéo quan hệ với Vương Quang Vinh thì xảy ra vụ việc này, một người con nhà quan như Vương Tử Quân đã phải chịu uất ức này, sẽ dễ bỏ qua sao. Nhưng đây cũng là một cơ hội cho mình, nếu như có thể xử lý tốt, biết đâu sẽ sinh ra hậu quả khó tưởng. Tử Quân, cháu cứ yên tâm, chuyện này chú sẽ xử lý tốt. Trương Tùng Niên vừa nói như vậy thì tâm tình của tên cảnh sát phía bên kia đã chìm xuống tận đáy cốc, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Vương Tử Quân đã nói. Chú Trương, chuyện này cũng không muốn dây dưa quá nhiều, gặp phải loại người này cũng xem như chúng cháu xui xẻo chú hỏi xem anh ta định xử lý thế nào sau này cháu sẽ trả lại tiền cho chú vương tử quân nói xong thì kéo lâm dĩnh nhi đi hắn nói tiếp ông nội còn ở nhà chờ cháu chú trương đợi sau khi xong việc cháu sẽ mời chú dùng cơm tử quân cháu yên tâm chỗ này có chú lo liệu trương tùng niên vừa nghe vương tử quân nhắc đến ông nội thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn hắn tranh thủ vung tay với vương tử quân chương 95, khó đoán tâm tư của các cô gái. Sau khi Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi, viên cảnh sát cũng không còn tâm tư gì khác, trong lòng thầm biết lần này mình xem như nhấc đá đập lên chân mình. Người có thể làm cho cục trưởng tươi cười tiến chân, nào phải hạng người mình có thể chọc vào. Cục trưởng Trương, anh xem sự việc này, tôi. Trương Tùng Niên cũng không nói lời nào, hắn lạnh lùng nhìn về phía viên cảnh sát trước mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Anh tên gì? Tôi là Đoạn Hy Tùng, thuộc đồn công an Nam Phố. Viên cảnh sát lên tiếng trả lời, sau đó dùng tay lau mồ hôi vã ra trên trán. Đoạn Hy Tùng, được, anh không phải đòi tiền sao? Đây là 2.000 đồng, anh đếm đi, xem có đủ không? Trương Tùng Niên căn bản không cho Đoạn Hy Tùng cơ hội giải thích, hắn lấy ra 2.000 đồng ném cho Đoạn Hy Tùng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Một cọc tiền rơi xuống bên cạnh Đoạn Hy Tùng, hắn xoay người nhìn bóng lưng Trương Tùng Niên, sau đó đuổi sát theo vài bước, lại lớn tiếng hô. Cục trưởng Trương, tôi biết sai rồi. Nhưng chờ tên cảnh sát chạy ra ngoài đại sảnh thì Trương Tùng Niên đã leo lên xe cảnh sát nhấn chân ga chạy đi rất xa. Lúc này ánh nắng cuối thu như rát vàng con đường, như tạo nên một bức tường ánh sáng rất đẹp, nhưng lúc này trong lòng đoạn hy tùng cảm thấy lạnh tanh, đừng nói đến chuyện tiến lên làm đồn trưởng đồn công an, dù là vị trí phó đồn trưởng lúc này cũng khó giữ được không biết đã qua bao lâu, nhị đệ của đoạn hy tùng cầm sấp tiền trong tay đi đến. Anh, anh xem cái này. Đoạn hy tùng khẽ lắc đầu, hắn tỏ ra thất hồn lạc phách, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến tình huống này. Nếu sớm biết tên kia có quan hệ với cục trưởng trương, hắn tất nhiên sẽ cố gắng cảm tạ, sau này chẳng phải mình sẽ có cơ hội tiến lên sao. Tút, tút, tút. Âm thanh của máy nhắn tin vang lên, đoạn hy tùng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng hắn vì thói quen nghề nghiệp mà lấy ra xem. Mau gọi điện thoại về. Không có tên, chỉ có một số điện thoại, đoạn hy tùng nhìn vào số điện thoại mà tâm tình càng thêm trầm xuống. Đoạn hy tùng rất quen thuộc với dãy số điện thoại kia, chính là số điện thoại của người mà vài ngày trước hắn rất muốn chấp nối, nhưng bây giờ hắn cảm thấy số điện thoại kia giống như không đáp lại lòng nhiệt tình của mình, chỉ thấy tâm tình trầm trọng như núi đè. Cục trưởng phó của phân cục tuy có họ phó nhưng lại là lãnh đạo phân cục, quyết định của hắn sẽ liên quan đến vận mệnh và tương lai của cả trăm người. Cục trưởng phó, đoạn hy tùng vừa lên tiếng chào hỏi thì nghe bên kia chửi ầm lên. Con bà nó đoạn hy tùng, tiểu tử cậu là loại người thiếu nhân tính hay khiếm khuyết đạo đức. Con bà nó cậu không muốn sống nữa sao? Ông còn tưởng rằng anh đường đường là một cảnh sát nhân dân sẽ không làm ra những chuyện khốn nạn như vậy, nhưng không ngờ anh còn chơi trò lường gạt với cả cục trưởng trương. Tôi thấy không phải là anh thiếu nhân tính, chính là thiếu đạo đức. Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi cùng đi song song ra khỏi bệnh viện, lúc này bầu trời vẫn là màu xanh đậm, hai người lại trầm mặc không nói một lời. Lâm Dĩnh Nhi nghĩ rằng trước khi cứu người thì nàng đã cố gắng đề phòng, nhưng kết quả vẫn là uất ức và bất đắc dĩ như vậy. Sau này nếu nàng gặp phải chuyện tương tự, mình dù có vung tay làm việc nghĩ cũng không đến mức thoải mái như trước. Dĩnh Nhi, sự việc thế này cô không nên đặt trong lòng, con người sống trên đời có đôi khi không chịu nói lý lẽ, nhưng chủ lưu xã hội vẫn là tốt, vẫn có nhiều người tốt. Thật ra Vương Tử Quân cũng thật sự không biết nói gì hơn, lúc hắn mở lời an ủi Lâm Dĩnh Nhi thì thật sự đã sử dụng những lời người ta vẫn thường sử dụng trên tivi. Lâm Dĩnh Nhi ngẩng đầu cười với Vương Tử Quân, để lộ ra hàm răng trắng nõn. Sự việc hôm nay phải cảm ơn anh, nếu như không có anh thì không biết tôi còn gặp bao nhiêu phiền toái. Không, cô không phiền toái thật sự là tôi cướp danh tiếng của cô, nếu không bí thư lâm mà biết được con gái bảo bối chịu uất ức, sẽ không phải chỉ chịu hoán cục trưởng cục công an thành phố, sợ rằng cục trưởng cục công an tỉnh cũng phải chạy đến đây. Đến lúc đó sợ rằng người dám đốt cuốn phim của cô sẽ khó thể nào tránh được tội. Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân rất thú vị, thế là cười rộ lên khanh khách, mái tóc dài chợt lay động, một mùi hương hoa mai bùng vào mũi Vương Tử Quân. Thật sự đáng tiếc, trong cuốn phim đó có vài tấm ảnh tôi chụp vào hôm trước lâm dĩnh nhi thở dài sau đó nàng cười nói với vương tử quân bí thư vương bây giờ anh đi đâu vậy đi đến chỗ ông nội kiếm cơm vương tử quân đối mặt với nụ cười sáng lạn của lâm dĩnh nhi cũng cảm thấy rất thoải mái đi cùng với nàng thì hắn cảm thấy nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ của mình vừa vặn cùng đường vậy chúng ta cùng đi Lâm Dĩnh Nhi nghe thấy Vương Tử Quân trả lời như vậy thì khóe miệng cong lên để lộ ra nụ cười thản nhiên, khóe miệng nàng chợt tách ra một khoảnh khắc rất khó phát giác. Nhưng nàng chỉ khẽ tách miệng ra như vậy rồi khép lại ngay, giống như nàng đang lén làm gì đó vậy, vội vàng làm cho gương mặt của mình trở nên căng cứng. Thật sự khó thể nào đoán được tâm tư của thiếu nữ. Ủa, xe đạp của anh đâu? Lâm Dĩnh Nhi chuyển rời ánh mắt, nàng nhìn sang ven đường, lúc này xe đạp của Vương Tử Quân đã không còn, Vương tử quân cũng phát hiện xe mình biến mất, hắn trầm ngâm trong nháy mắt và biết có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn khẽ vung tay nói, không có gì, cũ không mất đi thì mới sẽ không đến. Như vậy sao anh đến nhà ông nội ăn cơm được? Lâm Dĩnh Nhi dùng cặp mắt tràn đầy lo lắng hỏi. Không có gì, tôi có thể đi xe công. Vương tử quân chỉ vào hai chân của mình, hắn dùng giọng khôi hài nói. Lâm Dĩnh Nhi nhìn vương tử quân sách theo hai chai rượu, trên mặt có chút do dự nhưng chỉ sau nháy mắt đã sảng khoái nói dù sao chúng ta cũng cùng ở khu nhà tỉnh ủy anh chở tôi đi vương tử quân có chút do dự thế nào không được sao anh là cán bộ quốc gia mà sao tư tưởng còn phong kiến như vậy đúng là già cỗi lâm dĩnh nhi phối hợp nói sau đó nàng trừng mắt khoa trương nhìn vương tử quân lại quay lưng đi không nhìn hắn vương tử quân bị lâm dĩnh nhi trêu chọc như vậy mà nở nụ cười hắn thấy nàng đỏ mặt giống như một cô gái không hiểu thế sự, trong lòng không khỏi bùng lên chút yêu thương, thế là hắn tranh thủ nhận xe đạp và nói. Được rồi, được rồi. Anh là một người đàn ông, sau này còn lề mề như vậy là không được. Lâm Dĩnh Nhi thầm lầm bầm bất mãn, sau đó nàng giao xe đạp cho Vương Tử Quân. Lẽ ra phải cảm tạ phòng xây dựng thành phố Giang thì có ánh mắt chiến lược lâu lại, vì lối đi bộ tách rời hoàn toàn với làn xe, chính giữa có một thảm cỏ rộng cả 3 mét, mỗi năm bốn mùa đều tỏa mùi hương hoa thơm ngát xe của lâm dĩnh nhi khá nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạy cũng không có bao nhiêu khó khăn vương tử quân chạy xe khá nhanh lâm dĩnh nhi ngồi sau xe mà vung hai tay hoan hô như một con chim nhỏ sau đó hai người nhanh chóng chạy ra đường lớn trung châu lâm dĩnh nhi bắt đầu quy củ hơn trầm mặc không nói một lời vương tử quân trước nay luôn rất yên tâm với kỹ thuật chạy xe của mình nhưng hắn cũng rất cẩn thận chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề ôi đèn xanh sang đèn đỏ vương tử quân vừa muốn vượt qua đột nhiên một chiếc xe máy từ phía đối diện phóng đến như bay hắn chợt hoảng hồn cũng bất chấp tất cả mà thắng xe lại coi như không gặp nguy hiểm nhưng khi vương tử quân thở phào một hơi thì sau lưng bị người ôm chặt lấy mình có hai thứ gì đó mềm mại áp lên lưng anh làm gì vậy lâm dĩnh nhi dừng xe lại sau đó nàng dùng giọng bất mãn nói với vương tử quân hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt eo của vương tử quân cũng buông ra vẻ mặt có chút lúng túng. chương 96, cô gái vui vẻ. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng Vương Tử Quân vẫn có chút phản ứng, cảm thấy tâm tình có hơi lay động. Lâm Dĩnh Nhi chợp cục mắt, gương mặt có hơi hồng, hắn thấy thế thì nhanh chóng giải thích. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, kỹ thuật chạy xe của tôi là hạng nhất, tất cả đều là lỗi của chiếc xe máy vừa rồi. Lâm Dĩnh Nhi tất nhiên cũng nghe thấy tiếng xe máy, Thấy gương mặt Vương Tử Quân cũng đỏ thì càng cảm thấy đối phương không phải cố ý, lại khá thành thật, cũng có chút thuần khiết. Lúc này nàng cũng đỏ mặt tía tai nhưng trong lòng thầm nở nụ cười. Lâm Dĩnh Nhi là con gái của bí thư tỉnh ủy, tất nhiên trước nay sẽ là mục tiêu cho người ta nhìn vào, vì thế từ nhỏ nàng luôn cố gắng an phận, học cách ẩn giấu, chỉ cần có chút vấn đề sẽ bị người ta nói ra nói vào, ảnh hưởng đến thể diện của bố. Đến tận bây giờ Lâm Dĩnh Nhi còn chưa từng yêu ai. Nàng luôn chú tâm học tập, học xong phổ thông lên đại học, sau đó hầu như sáng tạo ra một cái kỳ tích trong trường đại học. Hơn nữa khó tưởng chính là Lâm Dĩnh Nhi chưa từng trang điểm, trước nay đều để tự nhiên, đều là trắng nõn tự nhiên. Vì thế mà trong vòng quan hệ của cha mẹ, trước nay nàng luôn có danh tiếng tốt, được công nhận là tiểu thư khuê các, phong thái thuộc nữ. Hai người trầm mặc không nói lời nào, Vương Tử Quân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thế là hắn chủ động mở miệng. "Này, Dĩnh Nhi, lên đại học thì thoải mái hơn phổ thông chứ? Ngoài học tập ra thì còn làm gì nữa? Lâm Dĩnh Nhi thấy cảm xúc bất an, đúng lúc Phương Tử Quân thay đổi chủ đề, thế là nàng tranh thủ trả lời. Cũng không bận rộn gì khác, ngoài học tập cũng tham gia vài vở kịch. Kịch à, rất tốt, bây giờ các cô đang luyện vở gì? Chúng tôi đang tổ chức kịch bản phụng dưỡng cha mẹ, kịch bản còn chưa tốt, tôi đang cẩn thận xem xét lại. Lâm Dĩnh Nhi nhắc đến kịch bản thì cảm thấy rất hào hứng sao vậy cô nói xem để xem tôi có thể chỉ điểm được chút nào không được vậy tôi sẽ nói ra vài phần cũng mong nhận được cao kiến của anh lâm dĩnh nhi nở nụ cười nghịch ngợm ngay sau đó đã nói cho vương tử quân câu chuyện của vở kịch chính là nói về một sinh viên sau khi tốt nghiệp thì quay về quê làm giáo viên vương tử quân nghe lâm dĩnh nhi dùng giọng êm tai đọc nội dung của vở kịch hắn thầm nghĩ kịch bản gì thế này không đủ độ cuốn hút không đủ lực nhưng ngoài miệng lại huyền chuyển nói. Dĩnh Nhi, cô chưa từng nghe nói câu, không có tình cảm thì không thành câu chuyện hay sao? Kịch bản của cô thiếu nữ nhân vật chính, như vậy sao có cao trào? Sao nắm được tâm lý của người xem? Lâm Dĩnh Nhi giật mình nhìn Vương Tử Quân, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên vì lời nói của hắn, thế là tỏ ý để hắn nói tiếp. Vương Tử Quân thấy Lâm Dĩnh Nhi tỏ ra chăm chú thì thuận miệng nói. Các cô vẫn có chút bảo thủ, cổ lỗ tôi cảm thấy trong kịch bản phải cho xuất hiện một nhân vật chính, cùng nam nhân vật chính mở ra một trang tình cảm oanh liệt. Hơn nữa nữa nhân vật chính phải là người được sắp xếp công tác ở tỉnh thành, phía nữ cho ra điều kiện, hoặc là về thành phố, hoặc là chia tay, như vậy nhất định sẽ bùng lên rung động, gai cấn lôi cuốn, sau đó mới làm cho nhân vật chính hồi hương càng thêm quyết đoán, càng thêm mới lạ hấp dẫn. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân nói những tình huống đan sen mà hợp tình hợp lý, thế là tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Ôi, không ngờ anh có sức tưởng tượng phong phú như vậy, anh nói rõ chi tiết đi, tôi cũng còn vài vấn đề cần hỏi." Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy rất bất ngờ, cũng bất chấp xấu hổ mà thúc giục Vương Tử Quân. Hai người liên tục trao đổi về bản thảo kịch bản, vô tình cũng quên mất mình đã đạp xe về khu nhà tỉnh ủy, các chiến sĩ cảnh sát quân sự đều biết Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi, bọn họ chào theo đúng tiêu chuẩn, hai người cười cười nói nói đi vào trong. Sau khi đi vào thì Vương Tử Quân chợt ngừng lời, lâm dĩnh nhi đang nghe say sưa thấy hắn chợt dừng lại thì nói ngay này sao anh lại không nói người ta còn lâm dĩnh nhi còn chưa nói dứt lời thì phát hiện mình đã về đến trước cửa nhà lâm dĩnh nhi chợt nhíu mũi nàng muốn nói gì đó lại thôi sau đó nàng nhìn thoáng qua nhà mình cặp mắt trong veo chợt lấp lánh biệt thự của ông nội vương tử quân và của lâm trạch viễn cũng không cách nhau quá xa khi hai người đang chậm rãi trò chuyện thì Vương lão mặc một bộ quân trang đã cũ đang chắp tay sau đít chậm rãi đi dạo. "Ông Vương, ngài đi tản bộ à? Dĩnh Nhi đã lâu không gặp ngài." Lâm Dĩnh Nhi đang chìm trong suy tư, khi thấy Vương lão đi đến thì chạy đến như một chú chim sơn ca nhỏ. Đây rõ ràng là một cô gái khôn khéo, nói chuyện làm việc luôn chuẩn xác, luôn có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái, xem ra một già một trẻ này cũng khá quen thuộc. Vương lão chợt dừng lại, vì ánh nắng mặt trời chiếu xuống mà không khỏi hơi nhíu mắt sau đó cười ha hả nói con bé lanh lợi này thế nào lại không đi học có phải là trốn học về nhà không lâm dĩnh nhi chợt đỏ mặt gắt gỏng ôi ông vương dĩnh nhi là một sinh viên tốt hôm nay là chủ nhật người ta cũng không phải đi học à ông già rồi ông xin lỗi nhà đầu chủ nhật vui vẻ nhé vương lão gia tử vỗ vỗ đầu rồi cười ha hả nói ông ngày hôm nay đi dạo sao gương mặt lâm dĩnh nhi rất hồng hào khóe miêng khẽ nở nụ cười rất đáng yêu vương lão gia tử là ai thấy lâm dĩnh nhi quấn lấy mình không tha thì cười nói nhà đầu này có gì cứ nói thẳng hôm nay ông sẽ vung tay sảng khoái giúp đỡ ông vương hôm nay bố cháu không có ở nhà dì triệu cũng đã về nhà mình dĩnh nhi đói bụng ông vương dĩnh nhi muốn mượn cháu của ông để cho anh ấy trổ tài đầu bếp một lần ông thấy sao thấy vẻ thông minh lanh lẹ trong mắt Dĩnh Nhi, vương lão gia tử cười ha hả nói. Nhà đầu tốt, dám có ý kiến với ông, được, ông đồng ý yêu cầu của cháu. Vương lão gia tử nói rồi chỉ tay vào cháu mình. Tử quân, cháu đi làm bữa cơm cho tiểu nha đầu này, vừa vặn ông đi đánh vải ván cờ, sau đó tự mình dùng cơm là được. Vương tử quân căn bản không ngờ Lâm Dĩnh Nhi nói mấy câu làm cho ông vui vẻ như vậy, hắn thầm cảm thán, mà Lâm Dĩnh Nhi thì không ngừng thúc giục. Này, bí thư vương, thời gian là tính mạng, anh cũng đừng đứng đây nữa, mau tranh thủ thời gian đi, tôi đã đói cồn cào rồi. chương 97, nhờ cậu mà tôi được dùng bữa cơm. Giữa không chung là vầng thái dương ấm áp, vương tử quân ngồi trong sân, khoảng sân đầy màu xanh, không khí có mùi thơm thoang thoảng. Lâm Dĩnh nhì mất nhiều tâm tư mới có thể cướp được Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không phải thật sự cho hắn làm đầu bếp vương tử quân đối điện với hai lựa chọn một là nấu cơm hai là sửa kịch bản hắn đành chọn ngồi bên cạnh bàn đá trong sân để sửa kịch bản mà lâm dĩnh nhi thì đến phòng bếp bận rộn cũng may vương tử quân cũng cảm thấy sửa kịch bản chẳng là vấn đề gì khó khăn sau khi trầm tư một chút thì đã định hình được nội dung tuy hắn còn chưa xem xét đến chi tiết nhưng phương diện làm đại cương thì đã rất ổn rồi bí thư vương anh sửa thế nào rồi mau làm nhanh lên chúng ta sắp ăn cơm đến nơi rồi lâm dĩnh nhi buộc một cái tạp dề bên hông nàng hô về phía sân vương tử quân nhìn lâm dĩnh nhi đang cầm chảo mà cảm thấy cô bé này dịu dàng dễ gần xinh đẹp đáng yêu gương mặt tinh khiết càng hồn nhiên thánh thiện quyến rũ động lòng người hắn cảm thấy như mình bay vào một bầu trời tình cảm dịu dàng thứ gì khắp bốn phía cũng bừng sáng lâm dĩnh nhi là một cô vợ mà hắn chính là nam chủ nhân của chỗ này hai người trải qua một cuộc sống bình đạm ấm áp và vui vẻ khi thấy vương tử quân ngây người nhìn mình, Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ mặt lên, sau đó nàng cười một tiếng và xoay người chạy vào phòng bếp. Lẽ ra một Lâm Dĩnh Nhi được nuông chiều từ bé sẽ không biết nấu nướng, nhưng nàng dọn ra bốn món mặn một món canh lại làm cho vương tử quân mở rộng kiến thức, những thứ này nhất định phải bỏ ra công sức mới làm được, thế là trong lòng càng cảm thấy cô bé này rất đáng quý. Lâm Dĩnh Nhi làm bốn món, tôm nấu cần tây, xương sườn hầm dưa chua, ruột già xào măng, thịt kho tiêu, Vương tử quân nhìn thấy món ruột già xào măng mà cảm thấy khó thể chờ đợi được thêm. Sau một thời gian công tác, bây giờ vương tử quân thật sự đói bụng, hắn cũng không khách khí mà nâng đũa lên tấn công. Bộp, một chiếc đũa đập lên mu u bàn tay của vương tử quân không nặng không nhẹ, Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng oán trách nói. Này, anh đúng là, đi rửa tay nhanh lên. Vương tử quân cười ngại ngùng, cũng có chút cảm giác hạnh phúc. Xem ra lựa chọn của tôi là đúng, nếu để cho anh làm đầu bếp có lẽ sẽ không thể nào sửa được kịch bản tốt thế này lâm dĩnh nhi đại khái xem qua kịch bản một lần sau đó đắc ý nói khi hai người dùng cơm thì một chiếc xe hồng kỳ chậm rãi chạy vào khu nhà tỉnh ủy đám binh sĩ đứng trực vừa thấy chiếc xe thì nhanh chóng đứng nghiêm hành lễ trong chiếc xe số một tỉnh ủy lâm trạch viễn và vương quang vinh đang ngồi sóng vai nhau vương quang vinh nở nụ cười nói bí thư lâm nếu ngài thật sự lo lắng về dĩnh nhi như vậy cứ gọi điện thoại để cô ấy đến nhà tôi dùng cơm ôi đứa con gái tuổi ngày càng lớn thì càng khó chiều chuộng nếu tôi không về thì nó cũng đến quang vinh à tôi cũng đau lòng lắm lâm trạch viễn nói đến lâm dĩnh nhi thì hai mắt đầy yêu thương con gái thứ quan trọng nhất của lão tất cả lãnh đạo ban ngành trong tỉnh đều biết điều này chính lão cũng không che giấu nói rằng con gái là điểm yếu của lão cũng đúng nhà đầu kia từ nhỏ đã bị tôi làm hư hôm nay còn uy hiếp tôi nếu không quay về nấu cơm, sợ rằng cả tuần sẽ không ăn cơm. Hai người nói chuyện thì xe cũng dừng lại trước cửa, Lâm Trạch Viễn vừa xuống xe vừa nói với Vương Quang Vinh. "Hôm nay tôi tự mình xuống bếp, Quang Vinh, anh cũng nên qua nếm thử xem tài nghệ nấu nướng của tôi như thế nào." Từ khi đi vào chính đàn thì Vương Quang Vinh luôn tích cực dựa vào Lâm Trạch Viễn, lúc này nghe nói Lâm Trạch Viễn muốn mời mình dùng cơm, tất nhiên lão cũng không khách khí nói có thể được nếm thử tay nghề của bí thư, rõ ràng là phúc khí của tôi. Hai người vừa nói vừa khẽ đẩy cửa chính, nhưng tình huống hiện ra trước mắt làm cho hai lão kinh ngạc không thôi. Chỗ này anh sửa lại thật sự cảm động, thưởng cho anh một miếng. Lâm Dĩnh Nhi thấy nhân vật nam trong chuyện leo lên xe lửa để về quê, sau đó phát hiện nữ nhân vật chính đang chờ trên xe lửa, thế là trong lòng rất cảm động, nàng hưng phấn gắp cho Vương Tử Quân một miếng ruột ra. Vương Tử Quân cũng không chút kiêng kỵ, Định đưa đầu sang ăn vào trong miệng, đúng lúc thấy Lâm Dĩnh Nhi có hơi luống cuống. Hắn thầm buồn bực, cũng quay đầu, đúng lúc thấy Bí Thư Lâm và bố đang đứng ngoài cửa lớn chừng mắt nhìn mình. Vương tử quân nghĩ đến tình huống vừa rồi mà không khỏi đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ chỉ là một việc bình thường mà thôi, mọi người cũng đừng hiểu lầm. Bí Thư Lâm, bố, mọi người dùng cơm trưa, mời mọi người cùng ăn cho vui. Vương tử quân dù sao cũng không phải tên thanh niên lỗ máng hắn chỉ trầm ngâm trong giây lát, ngay sau đó đã dùng giọng tùy ý nói. Lâm Dĩnh Nhi nếu so sánh ra thì kém quá xa vương tử quân, lúc này nàng mới nhớ mình trước đó đòi bố về nấu cơm cho bằng được, cố gắng bày ra đủ trò để hờn dỗi. Lâm Dĩnh Nhi luống cuốn tay chân, trong lòng chợt nghĩ đến câu nói của nữ nhân vật chính trong kịch bản, thế là sau đó lớn tiếng nói. Bố, ngài cũng đừng hiểu lầm, chúng con, chúng con cũng không phải giống như bố tưởng tượng đâu lúc này vương tử quân thật sự chóng mặt cô nói gì vậy không phải giấu đầu lòi đuôi sao cô kích động làm gì lâm trạch viễn nhìn gương mặt đỏ ửng của con gái lão nhanh chóng bình tĩnh lại thế là cười ha hả nói tất nhiên bố biết là thế nào vừa vặn hai chúng tôi còn chưa ăn vừa đúng lúc cùng ăn với nhau lâm trạch viễn nói xong thì nhìn thoáng qua vương quang vinh anh vương xem ra hôm nay mời anh đến dùng cơm là đúng rồi Vương Quang Vinh lúc này cũng khiếp sợ không thôi, nhưng từ sâu trong lòng lão cũng rất tình nguyện cho con trai tiếp tục phát triển như vậy với con gái của bí thư tỉnh ủy. Con mình nếu có thể dựa vào núi Thái Sơn như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một cây đại thụ trên quan trường. Khi hai người ngồi xuống thì Lâm Dĩnh Nhi có chút mất tự nhiên, nhưng Vương Tử Quân vẫn không có vấn đề, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, hắn và Lâm Dĩnh Nhi chưa có gì xảy ra cả vậy. Dĩnh Nhi, con làm cơm sao? Rất ngon lâm trạch viễn gắp một miếng rau sau đó nói với vương tử quân bí thư vương lúc này tôi xem như được hưởng hào quang của cậu nếu không có cậu thì hôm nay tôi cũng không được ăn cơm của dĩnh nhi làm vương tử quân vốn không căng thẳng bây giờ lại càng bình tĩnh hắn nghe thấy lâm trạch viễn nói vậy thì cười hì hì nói bí thư lâm còn có cả đồng chí thư ký trưởng nếu nói đúng ra thì hai người đều nên cảm tạ tôi bữa cơm này là dùng lao động để đổi lấy đã bỏ ra một giờ để sửa kịch bản Mọi người nói xem, mệt mỏi như vậy có đáng được một bữa cơm không? Chương 98, dũng cảm buông bỏ mới chính thức có được. Vương Quang Vinh nghe thấy con trai mở miệng mà có chút cảm thán, chính mình đây cũng không giỏi ăn nói, thế sao đứa con lại biết cách ăn nói như vậy? Một câu vui đùa của nó không những xóa đi những xấu hổ lúc vừa rồi, đồng thời cũng là giải thích tình hình với bí thư Lâm. Lời nói của tiểu tử này thật sự là khá cao. Sửa kịch bản thì được mời một bữa cơm sao? đâu đưa cho tôi xem lâm trạch viễn biết rõ con gái bảo bối của mình tham gia lớp kịch trong trường sau khi nghe vương tử quân nói vậy thì lập tức có hào hứng lâm dĩnh nhi lúc này cũng bình tĩnh lại nàng làm núng bố ngài khoan hãy nói những vị quan như mọi người thường già cỗi cổ lỗ còn bí thư tiểu vương thật sự là cán bộ trẻ tuổi thật sự dám nghĩ dám làm lâm trạch viễn bị lời nói của con gái làm cho vui mừng lão nhận lấy kịch bản lại lật ra nhìn chăm chú Mãi đến khi xem xong kịch bản thì Lâm Trạch Viễn mới trầm ngâm nói. Kịch bản này sửa rất tốt, dĩnh nhi, bữa cơm này của con có giá trị. Đó là đương nhiên, nếu không đáng một bữa cơm, con cũng không tự mình xuống bếp. Lâm Dĩnh Nhi dạo dược tiếp nhận kịch bản từ trong tay của Lâm Trạch Viễn, sau đó dùng giọng đắc y nói. Chờ con đưa kịch bản này sang, bọn họ không chấn động mới là lạ. À, bọn họ nhất định sẽ nói, biên kịch Lâm nhất định là treo nước nóng trên máy bay, trình độ không phải cao vời như bình thường. Lâm Dĩnh Nhi bày ra bộ dạng một cô gái tinh nghịch, không khỏi làm cho Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh cười lên ha ha. Tử Quân, con về khi nào? Sao lại chạy đến nhà bí thư Lâm? Vương Quang Vinh dù đang dùng cơm nhưng tâm tư lại đặt trên người con trai. Vương Tử Quân biết bố mình đang nghĩ gì, thế là nhanh chóng báo cáo những gì mình gặp phải cho hai vị lãnh đạo tỉnh ủy, tuy chỉ là một chuyện nhỏ nhưng hắn miêu tả sống động như thật. Lâm Dĩnh Nhi vì cũng có tham gia nên Vương Tử Quân mở miệng nói, nàng cũng bổ sung thêm vài câu, càng làm cho người ta cảm động. Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh vốn đang mỉm cười nghe bọn họ kể chuyện, nhưng sau đó vẻ mặt hai người dần khó coi, đặc biệt là Lâm Trạch Viễn, lão là bí thư tỉnh ủy, vẻ mặt trầm hẳn xuống. Quang Vinh, anh thấy chuyện này thế nào? Lâm Trạch Viễn buông đôi đũa trong tay xuống rồi trầm giọng nói: dù trên bàn cơm nhưng vương quang vinh biết rõ quan trường chỗ nào cũng có thể khảo nghiệm đây là lâm trạch viễn đang kiểm tra mình lão trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói sự việc tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng và làm bại hoại hình tượng của đảng và chính quyền đặc biệt là ở trường hợp công chúng thân là cảnh sát nhân dân dám ngang nhiên dở trò xảo trá đây không phải là bôi đen thể diện của giảng và chính quyền sao tôi cho rằng trước mắt chúng ta nên nắm chắc công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên tăng cường tố chất, cải thiện hình tượng. Vương Quang Vinh nói đều rất quy củ, nhưng Lâm Trạch Viễn giống như vẫn chưa hài lòng, lão quay sang nhìn Vương Tử Quân. "Tử Quân, cậu nói xem." "Chú Lâm, bố của cháu nói đúng, nhưng đó cũng không phải là hậu quả nghiêm trọng nhất. Theo cháu thấy, nếu chuyện này mà nói ra ngoài sẽ phát sinh chút vấn đề, rõ ràng là xã hội bây giờ thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức, thiếu nhân tính trầm trọng. Thử hỏi xem, giúp người còn phải có bằng chứng?" như vậy có người nào không sợ phiền mà duỗi tay tương trợ. Tất cả mọi người thà khoanh tay đứng nhìn còn hơn động vào phiền toái. Vương tử quân nói, trong đầu chợt xuất hiện những tình huống giúp người rồi bị vu oan ở kiếp trước, hắn thật sự không hãm lại được. Đạo đức xã hội ngày càng kém, người và người ngày càng lạnh lùng, nếu cứ như thế mãi thì tâm tính của người lương thiện sẽ bị dìm chết, chỉ là một bà lão ngã ở đầu đường nhưng không ai dám tiến lên đỡ dậy, như vậy cứ tưởng tượng xem, xã hội này đã đáng sợ thế nào rồi. Lâm Trạch viễn khẽ gật đầu, lão cầm điếu thuốc lên định châm lửa, thấy con gái ở bên cạnh nhìn chầm chầm lại thôi. Tử quân nói dúng, nói thật nhé, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu như cậu. Con đê ngàn dặm sẽ bị hủy vì một tổ kiến, quang vinh, sau khi về anh gọi điện thoại cho cục công an, yêu cầu bọn họ làm tốt công tác đẩy mạnh bầu không khí xã hội, để phát triển theo hướng tốt. Vâng, Bí Thư Lâm. Vương Quang Vinh vừa lên tiếng đồng ý vừa dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn con trai, những suy luận phán đoán như vậy xuất phát từ miệng con mình, thế nên lão sẽ rất vui sướng. Lâm Trạch Viễn cũng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Tử Quân, lão cầm lấy đũa gắp miếng rau, sau đó tươi cười nói. Tử Quân, tôi còn thiếu một thư ký, cậu có tình nguyện đến thử không? Trong tỉnh thì bí thư tỉnh ủy là mặt trời, thử hỏi xem, trong thể chế có vị cán bộ trẻ tuổi nào mà không muốn kéo gần quan hệ với lãnh đạo vị trí thư ký thì thật sự là cạnh tranh khốc liệt, chạm tay có thể bỏng, không thua gì hoa hướng dương yêu mặt trời. Nhưng lúc này chức vụ kia cũng không phải quá quan trọng với Vương Tử Quân, làm thư ký của bí thư tỉnh ủy chủ yếu là dựa lưng vào cây đại thụ, mà hắn thì không thiếu những cây đại thụ như vậy. Nếu muốn cho mình đi xa hơn, đứng cao hơn, Vương Tử Quân cũng chỉ có thể bỏ thời gian đổ mồ hôi rèn luyện dưới cơ sở. Kinh nghiệm của một vị bí thư đảng ủy xã sẽ là một nét bút tô đậm con đường phát triển trên quan trường của hắn. Vương tử quân có quyết đoán trong nháy mắt, hắn nở nụ cười cảm kích rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Cảm tạ bí thư đã coi trọng, cháu thật sự có chút kích động, nhưng cháu vừa mới xuống xã Tây Hà Tử công tác, cháu cảm thấy mình nên thành thật ở lại vài năm. Vương Quang Vinh khẽ dẫm lên chân vương tử quân, thế nhưng vẻ mặt vương tử quân vẫn không biến đổi, vẫn nói ra lời mình suy nghĩ. Lâm Trạch Viễn mỗi ngày đã nhìn qua vô số người, thường thấy những kẻ uốn người theo mình, ăn nhịp với mình, căn bản sẽ không nghĩ đến kết quả này, tiểu tử kia lại từ chối lời mời của mình. Lâm Trạch Viễn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lão có thể cảm thấy, có thể nhìn thấy người thanh niên kia có thể bảo trì chút tỉnh táo và bình tĩnh trước lời mời hấp dẫn của mình. Cảm giác có chút bực mình chợt tan biến, tâm tình của lão cũng có biến hóa, lão cười ha hả nói. Hào tiểu tử, dĩnh nhi, hôm nay bố rất vui, lấy một chai mao đài ra đây sau khi dùng cơm tôi với ông nội thì vương tử quân tiếp tục chạy đi dù thế nào thì hắn và tần hồng cẩm cũng có quan hệ đối tác hắn sao có thể bỏ mặc lời mời của nàng vương tử quân bắt taxi đến quảng trường trung tâm gần siêu thị vừa mở lúc này trời đã tối ánh đèn nê ông bắt đầu lấp lánh siêu thị quân thành bốn chữ lớn đang liên tục được ánh đèn nê ông lấp lánh phụ trợ trước cổng siêu thị vẫn đang tiếp tục có hàng dài người đi vào này cậu trai cậu đến siêu thị đi dạo sao chật chật, trong kia thật sự chỉ bán những thứ tốt, giá cả công khai, không ức hiếp già trẻ, lúc khai trương thì người tấp nập. Nghe nói giám đốc lại là nữ, cô gái kia thật giỏi, có lẽ sắp phát tài đến nơi rồi. Viên tài xế taxi nghe Vương Tử Quân nói muốn đi đến siêu thị quân thành thì cảm thán từ tận đáy lòng. À, tôi cũng nghe nói ở thành phố Giang thì có một điểm mua sắm hay như vậy, thế nên muốn qua xem thế nào. Vương Tử Quân thuận miệng bắt chuyện với lái xe. Vì người đi đường dần đông đúc nên xe không khỏi đi chậm lại, lái xe vừa chú ý chạy xe vừa cười nói. Những năm nay nếu phát triển sớm sẽ có ưu thế, mới có thể phát tài, anh xem đám người đang đi giày đặc bên kia là biết, bọn họ sắp phát tài đến nơi rồi. Trong giọng điệu cảm thán của tài xế, Vương Tử Quân thanh toán tiền xe, sau khi xuống xe cũng không trực tiếp đi gặp Tần Hồng Cẩm, hắn theo dòng người đi vào trong siêu thị quân thành chiếm cứ 4 tầng lầu của tòa nhà chương 99, cừu gặp sói. Vương tử quân đi vào trong siêu thị mà giống như quay về kiếp trước, từng dãy hàng hóa riêng biệt, sản phẩm rực rỡ muôn màu muôn vẻ, nhân viên mặc trang phục thống nhất đang nở nụ cười ngọt ngào, trong loa phát ra tiếng nhạc nhẹ, tất cả mọi thứ giống như làm cho hắn sinh cảm giác cách một thế hệ. Từ lầu 1 đi lên lầu 4, người người chen chúc đi lại, chỉ có thể đi từng bước ngắn, ngay ngắn trật tự. Vương tử quân không thể không thừa nhận Tần Hồng Cẩm là nhân tài, quả thật có tài trí hơn người trên phương diện kinh doanh. Dù trước đó hắn đã từng nói cho nàng biết cần phải làm những gì, chú ý những gì, Hưng thao tác thực tế đã chứng minh người phụ nữ kia cực kỳ giỏi giang và cẩn thận, vì thương trường như chiến trường, chi tiết quyết định sự thành bại. Vương tử quân nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ, một giọng nữ ngọt ngào chợt vang lên trong loa, kính chào quý khách, đã đến thời gian đóng cửa, cảm ơn quý khách đã đến với siêu thị quân thành. Nếu quý khách hàng cảm thấy vừa lòng thì có thể giới thiệu cho bạn bè, nếu quý khách không hài lòng thì xin cứ nói ra cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến, chúc quý khách mua sắm vui vẻ, cảm ơn. Xong người trong siêu thị nghe thấy trong loa nói như vậy thì bắt đầu đi về phía quầy thu ngân để xếp hàng tính tiền, Vương Tử Quân lại không ngừng cảm thán, ngay cả lời đóng cửa cũng nói uyển chuyển như vậy, xem ra Tần Hồng Cẩm này là một người kinh doanh giỏi. Vương Tử Quân thấy đã đến giờ thì chuẩn bị rời khỏi khu kinh doanh để xuống khu văn phòng ở lầu 1, nhưng đúng lúc chuẩn bị đi thì ở Quầy Thu Ngân phát sinh chút rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Tuy Vương Tử Quân còn chưa ký tên vào hợp đồng nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ, hắn có một nửa cổ phần ở siêu thị này, thế là hắn nhíu mày, nhanh chóng chạy về phía phát sinh rối loạn. Nhìn con mẹ gì, con bà mày, gọi ông chủ của chúng mày ra đây. Một tên đàn ông đầu bóng láng đang kiêu ngạo đứng trước quầy phục vụ sau đó lớn tiếng với nhân viên. Sau lưng tên kia có hơn 20 tên thanh niên cầm ống tuyếp, cảm đám ngậm thuốc bên miệng, cười nói hớn hở không kiêng nể gì cả, còn tùy ý nhổ nước miếng khắp nơi. Khi thấy đám người kia thì vương tử quân không khỏi nhíu mày, xã hội đen. Đây chính là một cửa ải mà tất cả các cửa hàng trong phạm vi Trung Quốc phải trải qua vào đúng ngày khai trương. Dù hắn không quan tâm đến đám người kia, nhưng không thể không thừa nhận bọn họ là một đống cứt chuột, thỉnh thoảng đến sinh chuyện gây sự, Trung quy cũng làm cho người ta ức chế. Này em gái, lấy cho đại ca gói thuốc, phục vụ tốt thì anh sẽ bảo vệ em, đến đây, mùi thuốc cho đại ca. Gã đàn ông đầu chọc nhìn thoáng qua nữ nhân viên phục vụ, sau đó kiêu ngạo sờ sờ đầu cô gái, lại dùng giọng dâm loạn nói. Cô gái ở quầy phục vụ đã sớm bị đám hung thần ác sát này làm cho sợ hãi, thế là nàng dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Tiên sinh, thật xin lỗi, thuốc này phải trả tiền đòi tiền các anh em con nĩ này nói chúng ta hút thuốc phải trả tiền con bà nó thức thời thì tranh thủ lấy thuốc ra cho đại ca hút nếu bắt đại ca bỏ tiền đại ca sẽ bỏ lực ngược lại thì em có thể anh dũng hiến thân đúng không các huynh đệ ha 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 gã đàn ông đầu chọc nhìn thoáng qua đám đàn em phía sau đám người thầm hiểu và cười lên ha ha. em gái thật sự là tóc dài kiến thức ngắn em không ra mà hỏi xem tề nhị gia này có bao giờ phải bỏ tiền đừng nói là một gói thuốc vượt đi, dù là gái thì nhị ra cũng có thể tiến vào tiến ra như thường. Một tên thanh niên dùng giọng cợt nhả nói. Ha 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 ha, tiếng cười chói tai và vô sỉ tiếp tục vang lên. Đám khách hàng đang chuẩn bị tính tiền nhanh chóng hiểu rõ đám người kia muốn làm gì, những người lớn gan thì vẫn ở lại tính tiền, những người không thích gây sự thì vội vàng buông những thứ vừa mua trong tay, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Tất cả các vị bằng hiếu, tôi là người phụ trách siêu thị quân thành, không biết các vị là ai. Tần Hồng Cẩm mặc một bộ váy đen nhanh chóng xuất hiện, ánh đèn sáng càng làm cho hai mắt nàng thêm trong suốt, bộ dạng thêm quyến rũ động lòng người, tư thái thêm nhã nhặn. Tên đàn ông đầu láng đang ồn ào lập tức bị Tần Hồng Cẩm làm cho ngây người, hắn tuyệt đối không ngờ một siêu thị lớn thế này lại do một người phụ nữ phụ trách, hơn nữa lại là một người phụ nữ phong tư yểu điệu. Một cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hồng Cẩm, ánh mắt đầy ham muốn vừa lửa nóng. Tần Hồng Cẩm tuy có mạnh mẽ nhưng bị một người đàn ông dùng ánh mắt sỗ sàng nhìn chằm chằm thì trong lòng giống như nuốt phải ruồi bọ, nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười, dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Tôi là Tần Hồng Cẩm, là người mở siêu thị quân thành, cảm tạ các vị đến đây cổ động, tôi nói một lời cảm ơn. Tiểu Hồng, tranh thủ cho mỗi người một gói A Thi Mã. A Thi Mã là thuốc tốt lúc bấy giờ, Tần Hồng Cẩm ra tay cũng xem như hào phóng, vì muốn đám gây sự này cất bước bỏ đi, chuyện lớn hóa nhỏ. Cô gái nhân viên phục vụ thấy giám đốc phân phó thì luống cuống chạy đi lấy hai gói A à thi mã đặt lên mặt quầy, tuy Tần Hồng Cẩm đã có phân phó, nhưng nàng vẫn không dám đối mặt với đám người khốn kiếp kia. Ha ha, Tần Tiểu Thư quả nhiên sảng khoái, tề lão nhị anh cũng thích liên hệ với người sảng khoái. Anh đưa anh em đến đây, vốn muốn đập phá chỗ này, nhưng thấy Tần Tiểu Thư là người thoải mái, anh cũng cho em mặt mũi, đúng không anh em? tên đàn ông đầu bóng khẽ xoa đầu, sau đó dùng ánh mắt tươi cười nhìn Tần Hồng Cẩm. Đám thuộc hạ sao không hiểu tính tình của tề lão nhị. Cả đám nhìn Tần Hồng Cẩm xinh đẹp như một đóa hồng, không khỏi thầm nghĩ, đáng tiếc, một đóa hoa tươi rơi vào mồm heo. Nhị ca nói rất đúng, nhưng tiểu đệ càng bội phụ nhị ca thương hoa tiếc ngọc. Một tên tên đàn ông gầy gộc như gà tre cũng không chờ đại ca mở miệng mà dùng giọng bị ổi nịnh hót. Ba chủ tần, tề nhị ca đã nể mặt cô như vậy, Cô nên biết cách báo đáp, hầu hạ nhị ca cho thoải mái. Vương tử quân cũng không muốn đứng ra vào lúc này, hắn cũng không sợ phiền phức, chỉ là không muốn bộc lộ thân phận ông chủ của mình. Hắn rất tín nhiệm Tần Hồng Cẩm, hắn thấy nàng khôn khéo hơn người, sẽ nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Nhưng lúc này hắn thấy nàng chịu nhục, thế là cảm thấy đứng không yên. Vương tử quân chuẩn bị đi thì Tần Hồng Cẩm dùng giọng bình tĩnh nói: "Tôi hiểu ý của Tề nhị ca." nhưng không biết tề nhị ca định giá cho siêu thị chúng tôi là bao nhiêu. Tần Hồng cầm thật sự đầy uất ức và phẫn hận, thế nhưng lúc này phía đối tác không có mặt, nàng phai giải quyết cho xong chuyện. Em gái, siêu thị này là của em sao? Tề nhị ca như như một con sói thấy cửu non, dù hắn đang cười nhưng lại làm người ta khó chịu. Đúng, tôi là bà chủ của siêu thị này. Tần Hồng cầm nói đến đây thì gương mặt có hơi đỏ, là màu đỏ kiêu ngạo. Tốt, em còn trẻ như vậy mà thật sự có khả năng, tề lão nhị này bội phục, thế này đi, sau này cho anh một nửa thu nhập từ siêu thị này là được. Tề lão nhị sau khi há rộng miệng sư tử thì dùng ánh mắt mê đắm nhìn tần hồng cẩm hắn tiếp tục. Thật ra tống đại ca của chúng ta vốn muốn chiếm lấy siêu thị này, nhưng anh ra điều kiện như vậy cũng là nể mặt em lắm rồi, nhưng chút nữa làm phiền em đi theo anh một chuyến để nói rõ với tống đại ca. Chỉ cần tống đại ca gật đầu, anh em đảm bảo sau này em kinh doanh vô tư hi hi, em hiểu lời anh chứ. Một nửa thu nhập, đúng là miệng sư tử, không chỉ là như thế, đám khốn nạn này còn muốn nuốt cả tần hồng cẩm. điều này làm cho vương tử quân rất phẫn nộ. chương 100, uy phong đều là tự tay mà ra. Tần hồng cẩm đối mặt với ánh mắt của tề lão nhị, nàng định xoay người tranh khỏi ánh mắt tham lam của đối phương. Nhưng thật sự vô dụng, ánh mắt của tên khốn kia cứ như đông cứng trên người nàng, càng làm cho nàng thật sự không nhịn được nữa, nàng lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói. Tôi mặc kệ các người là ai, bây giờ cút ngay. Tần Hồng Cẩm nói xong thì lập tức phân phó cho nhân viên Tiểu Hồng ở bên cạnh. Báo cảnh sát, tề lão nhị không thể không cảm thấy bất ngờ vì hành động của Tần Hồng Cẩm, nhưng hắn nhìn về phía cô nhân viên rồi cười hì hì để lộ ra hai cái răng vàng. Cô em, có nghe không, bà chủ bảo báo cảnh sát kìa, em còn không mau gọi điện thoại sao? Đúng rồi, Tam Nhi, số điện thoại của đồn công an quận chúng ta là số nào? Sao 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 110? Đúng, là số này, em gái, em mau gọi điện thoại đi, anh có việc cần tìm bọn họ. Tề lão nhị nói, sau đó nhấc máy nhắn tin lên. Tiểu Hồng càng run rẩy hơn, dưới tình huống tâm lý hoảng loạn, nàng nhấc điện thoại lên. Tần Hồng cầm sao không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của tên khốn kia. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi vào quầy phục vụ, cầm lấy điện thoại trong tay của nhân viên Tiểu Hồng rồi gọi ra ngoài. Lúc này Vương Tử Quân đã chạy đến phía trước đám người, hắn không muốn suốt đầu lộ diện, cũng không thể để cho một người phụ nữ ứng phó với đám người chết tiệt này. Em Tần, gọi được chưa? Tốt, các anh em, bắt đầu đập phá. Tề lão nhị vừa lên tiếng thì có hai tên chạy về phía quầy thu ngân, Tần Hồng cầm tuy có vài phần tâm kế nhưng dù sao cũng là một cô gái trẻ, nào có thể đối phó được với đám lưu manh khi thấy đám côn đồ vung tuyết chuẩn bị đánh xuống vương tử quân ở gần đó chợt xuất hiện và tung cước đột nhiên xuất hiện một người làm cho hai tên kia không kịp chuẩn bị một tê ngã sắp xuống mặt đất đại khái là gãy mất một cái răng cửa đau đến mức liên tục kêu gào đau đớn tần hồng cẩm gọi cho cục trưởng trương nói tên của tôi để cho anh ấy đến ngay lập tức vương tử quân thấy tần hồng cẩm nhìn về phía mình thì lớn tiếng phân phó tần hồng cẩm không biết vương tử quân xuất hiện từ chỗ nào lúc này trong lòng trượt bùng lên sóng nhiệt tràn đầy cảm động sau khi nghe xong số điện thoại vương tử quân khai báo nàng nhanh chóng gọi đi tề lão nhị thấy hai tên thuộc hạ của mình bị đánh thì nào chịu đựng được hắn tiến lên kéo tên đàn em đang nằm trên mặt đất lên sau đó cho một tát này thi kêu gào kêu gào nữa đi thằng nào đánh mày thì phải đánh lại đánh cho nó biết tay không đánh được nó thì tao cho mày biết tay tên đàn em vừa bị đá ngã dập đầu mất một răng cửa bây giờ lại bị tề lão nhị dựng lên cho một tát, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, cực kỳ uất ức. Hắn lau miệng đầy bụi, máu đen đầy tay, thế mới biết máu chảy ra từ chân răng, một cảm giác đau nhức bùng lên chọc giận hắn. Sau khi hắn nghe xong lời phân phó của đại ca thì kích động đánh về phía vương tử quân. Vương tử quân nhìn một đám đàn em xông về phía mình mà tâm tình chợt siết chặt, tuy còn bé hắn đi theo vương lão rèn luyện nhiều năm, đối phó với ba bốn người không là vấn đề, nhưng nếu là quần ẩu thì thật sự sẽ ăn quả đắng. Không ngờ mình trọng sinh lại còn có thời điểm xúc động thế này, vương tử quân thầm tự diễu chính mình, sau đó chạy vội về phía đám người phía sau. Tuy bên kia rất hỗn loạn nhưng cũng là một bức tường cho hắn tránh khỏi tình huống bị vây công. Dừng tay, một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên trong siêu thị, âm thanh này rất bình tĩnh, còn mang theo chút khí tức tăm tối. Ai, thằng nào chán sống dám đến đây gây phiền. Tên tề lão nhị đầu chọc lại lớn tiếng mắng mỏ, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn mắng xong thì trên gương mặt dữ tợn đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Bốp, tề lão nhị cho mình một tát thật mạnh, sau đó gương mặt tràn đầy nụ cười nói. Đại ca, anh xem miệng thúi của em kia, đúng là đáng bị đòn. Nhưng ánh mắt xem náo nhiệt hầu như nhìn hết về phía bên kia, cho thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác đen đang dùng ánh mắt ẩm hiểm lạnh lùng nhìn tề lão nhị. Tống thiết cương, người này là Tống Thiết Cương. Một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người, ngay sau đó đám người đứng lại xem náo nhiệt đã nhanh chóng biến mất như gió quét lá vàng, chỉ sau nháy mắt đã không còn ai, quầy thu ngân cũng đẩy hàng hóa vứt bừa bộn. Vài nhân viên bán hàng cũng biết danh của Tống Thiết Cương, bọn họ cảm thấy run rẩy giống như nghe danh ma đầu quỷ sứ vậy. Mày há miệng là cần ăn đòn. Tống Thiết Cương hừ lạnh với tề lão nhị, sau đó đi về phía vương tử quân. Cậu thanh niên, cậu dám đánh người của tôi, thật sự to gan. Vừa rồi nghe cậu nói thì hình như có quen biết Trương Tùng Niên, tuy tôi cũng không quan tâm đến hắn, nhưng nếu cậu đã nhắc đến tên của hắn, tôi đây cũng sảng khoái nói cho cậu biết, tôi sẽ nể mặt hắn một lần. Đám người tề lão nhị tuyệt đối không ngờ đại ca của mình lại nói như vậy, thế là vẻ mặt đám người lộ ra vẻ khó tưởng. Hôm nay tạm thời không đập vỡ cửa hàng này, nhưng cậu nên tìm hiểu từ Trương Tùng Niên xem Tống Thiết Cương này là ai, sau đó tôi cho cậu thời gian một ngày, đưa năm 10% cổ phần của công ty và con đàn bà này đến tùng tuyển sơn trang của tôi, quá thời hạn sẽ không nhận. Tống Thiết Cương nói xong thì cũng không quan tâm đến vương tử quân, hắn giống như một quân vương nói một không hai, sau khi nói xong thì quay đầu nhìn tần hồng cẩm và dùng giọng âm u nói. Tiểu nha đầu, hôm nay tắm rửa sạch sẽ, ngày mai đi theo giúp anh. Hai con người của tần hồng cẩm chợt bốc hỏa, thật sự không nói nên lời, nhưng nàng cũng từng nghe qua danh tiếng của tống thiết cương thế là trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng chuyện gì xảy ra ai báo cảnh sát những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào sau đó có bốn năm cảnh sát chạy vào trong đám cảnh sát này chạy vào vừa nhìn thấy mặt của tề lão nhị thì chợt trở nên khó coi đặc biệt là tên cảnh sát trung niên dẫn đội chạy đến hắn càng nhíu mày khi hắn chuẩn bị chào hỏi tề lão nhị thì đột nhiên dừng lại tống thiết cương viên cảnh sát này thấy mặt Tống Thiết Cương. Hầu như toàn bộ cục công an thành phố Giang Thị không ai không biết, không ai không hiểu Tống Thiết Cương. Người này ra tay hung ác, lại đầy mánh khóe, có quan hệ không bình thường với cục trưởng. Anh Tống, sao anh lại đến đây? Viên cảnh sát trung niên trầm ngâm một lát và khiêm tốn chào hỏi Tống Thiết Cương. Có thể được viên cảnh sát này gọi là anh Tống, tất nhiên bản lĩnh của Tống Thiết Cương sẽ không phải bình thường. Lúc này trên mặt của hắn chợt lộ ra nụ cười nhạt. Chỗ này xuất hiện một trung tâm buôn bán, tôi đến dạo chơi. Tống đại ca thật sự có hào hứng. Viên cảnh sát trung niên bắt chuyện với Tống Thiết Cương mà không quan tâm đến chuyện báo án. Vương Tử Quân thấy tất cả, hắn không quá hiểu rõ về Tống Thiết Cương, dù sao kiếp trước cung không có tin tức gì về đối phương, nhưng nhìn bộ dạng của đối phương như vậy hình như cũng không dễ đối phó. Đồng chí cảnh sát, bọn họ đến gây rối cho siêu thị của chúng tôi, chẳng lẽ các anh không thấy sao? Tần Hồng cầm thấy cảnh sát duy trì chính nghĩa đến lại xung xoe tống thiết cương thì tức giận đến mức toàn thân phát run. Viên cảnh sát trung niên lập tức dừng nói chuyện với Tống Thiết Cương, mà Tống Thiết Cương lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn viên cảnh sát, sau đó lấy ra một điếu thuốc. Một tiếng xoẹt vang lên, viên cảnh sát châm lửa cho Tống Thiết Cương, sau đó hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Hồng Cẩm. Quấy rối, ai quấy rối? Người quấy rối đâu? Tần Hồng Cẩm cắn chặt môi, nàng đang định mở miệng thì đã bị vương tử quân giữ lấy tay, nhìn vào tình huống này thì rõ ràng hắn không muốn nàng tiếp tục dây vào, đỡ lãng phí thời gian. Anh Trịnh, anh cũng không thể nói như vậy, chuyện quấy rối là có thật, anh xem, những thứ này là người của tôi đánh vỡ. Tống Thiết Cương khẽ thở ra một hơi khói rồi dùng giọng không quan tâm nói. Viên cảnh sát được gọi là anh Trịnh chợt ngây người, trong lòng thầm mắng Tống Thiết Cương là thứ không ra gì, nhưng hắn vẫn muốn giữ chén cơm của mình, thế là kiên trì nói nào có sao không thấy gì cả anh tống đúng là cứ nói đùa các người thấy gì không đám cảnh sát đi theo sau lưng anh trịnh cũng đều mở to mắt nhìn khắp bốn phía sau đó phối hợp lên tiếng không có gì tống thiết cương thấy anh trịnh khó xử thì càng đắc ý hắn cười ha hả nói anh trịnh rất tốt tề nhị ngày mai cậu đến chỗ anh trịnh một chuyến cho các anh em chút phúc lợi audio điện tử võ tấn bền hết tập 5